Ta có hệ thống auto tu luyện trương 184, một khóa hợp thành 3 bộ hoàn cấp. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng tầng 106 hư vọng chi tháp, bất ngờ xuất hiện một cái tên đặc biệt chói mắt, Điêu Nguyệt Thanh Long. Số lần thông quan, 1. Thời gian thông quan, 1346 giây. Chuyện này, hắn thật đúng là quét ngang tầng 106. Đông Hà Đoạn đã kinh hãi đến không biết nên nói gì. Kỷ lục lúc này của hư vọng chi tháp là tầng 105. Tầng 106 là độ cao từ cổ chí kim chưa từng có người đạt tới. Cái này tương đương với một cái trò chơi có giới hạn cấp bậc tối đa là cấp 18, nhưng mà ngươi lại nhảy tới cấp 19, có thể không khiến người khác khiếp sợ sao? Mà hết lần này đến lần khác cái tốc độ qua cửa này. Mau kinh người. Bên này Đông Hà Đoạn mới vừa nói không có khả năng, lời đều còn chưa nói hết, Tô Tiểu Bạch bên kia cũng đã sang bằng tầng 106 đảo ngược nhanh tới khiến người ta liếu lưỡi không nói lên lời. Đông Hà đoạn nơi này vẻn vẹn chỉ là hình ảnh thu nhỏ. Chung quanh hư vọng chi tháp, tất cả nhóm người vây xem, giờ phút này sớm đã sôi sùng sục. Nhanh nhanh lên. Mau nhìn. Ông trời của ta ơi. Tầng 106. Điêu Nguyệt Thanh Long qua cửa tầng thứ 106, kỷ lục duy nhất ra đời. T. Qua cửa tầng 106, cũng phải tầng thực lực có thể chém giết cấp tứ nguyên võ vương. Ngày hôm qua Điêu Nguyệt Thanh Long không phải vừa mới qua cửa tầng 104 sao? Thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Ai nói Điêu Nguyệt Thanh Long không qua nổi tầng 105? Bây giờ hắn còn thông quan tầng 106 là người thứ nhất trong lịch sử. Thời gian qua cửa mới hơn một giây. Người này rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra? Hắn xông hư vọng chi tháp tổng cộng cũng chỉ qua thời gian vài ngày mà thôi. Lại sáng lập ghi chép vượt qua 106 tầng, quá đáng sợ. Quá đáng sợ. Ta dám chắc chắn, chỉ cần trong tương lai Điêu Nguyệt Thanh Long không bị chém chết, tất nhiên thành tựu thấp nhất cũng là võ tiên, nếu đi lên nữa, võ đế cũng không phải không có khả năng. Chớ có nói đùa, võ đế sao? Đó là tồn tại bực nào ngươi biết không? Coi như thiên phú lại yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới này. Nhanh! Mau đem chuyện này bẩm báo lên trên, tầng 106, đây chính là người duy nhất vượt 106 tầng A. Kỷ lục vừa ra, toàn bộ người vây xem quanh hư vọng chi tháp đều sôi trào. Động tĩnh của nơi này càng là hấp dẫn tới tất cả sinh mạng của tân sinh chi thành vậy xem. Khi bọn hắn thấy được bản xếp hạng trên tầng 106, cái kia cũng chỉ có một hàng danh tự điêu nguyệt thanh long to lớn, cũng không nhịn được trợn to hai mắt, mỗi một tộc quần đều thốt lên kinh ngạc bất kỳ kỷ lục nào của Tô Tiểu Bạch lúc trước, bởi vì đều từng có tiền nhân xông qua, tất cả mọi người kinh ngạc, cũng chỉ là kinh ngạc khi so sánh với những người khác, xếp hạng thứ nhất ưu tú hơn mà thôi. Nhưng mà bây giờ không giống vậy. Tầng 106 Cái này là tầng thứ cả hư vọng, đến tận bây giờ cũng không có người từng vượt qua. Nó tượng trưng cho nhất định phải ở cấp Á siêu phàm, nắm giữ lực lượng chém giết cấp tứ nguyên võ vương. Điêu Nguyệt Thanh Long là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Rất có thể là người cuối cùng. Gần như không có chút nào ngoài ý muốn, khi cái kỷ lục này sinh ra, trên bầu trời tân sinh chi thành, vẻn vẹn không tới công phu mấy hơi thở, thì có trên trăm tên tồn tại cấp võ hoàng xé rách hư không mà tới. Hơn nửa số người càng ngày càng nhiều. Lần này, tranh đoạt Điêu Nguyệt Thanh Long, không chỉ đơn thuần có ngũ đại minh cùng những tiên tộc thánh tộc, mà toàn bộ tộc quần bên trên vạn tộc bản, đều sinh ra lòng muốn tranh cướp hư vọng chi tháp, bên trong tầng 106. Cùng lúc đó, thân là tiêu điểm trung tâm của toàn bộ hư vọng, trong nháy mắt danh tiếng truyền khắp toàn bộ hư vọng, thậm chí còn là toàn bộ hạo hãng vực, Tô Tiểu Bạch đang ở trong hư vọng lựa chọn hai bộ công pháp vương cấp khen thưởng mình muốn nhận lấy. Liền hai bộ này, Tô Tiểu Bạch làm ra lựa chọn. Bản thật hai bộ công pháp vương cấp, từ hư không rơi vào trong tay hắn. Một bộ là công pháp thuộc tính lôi, có thể mang đến sấm sét lực tàn phá cường đại, tử điện đấu thần quyển. Một bộ khác thì là công pháp thuộc tính huyết khí, có thể mang đến uy lực thiêu đốt huyết dịch cường đại hơn trước kia thao thiên huyết sát cô điển. Tăng phúc thuộc tính lôi, Tô Tiểu Bạch đã lĩnh giáo rồi. Khi lôi thuộc tính cùng kim thuộc tính hai thứ hợp thành một, uy lực thuộc tính dung hợp bộc phát ra, ít nhất là nhiều hơn gấp đôi so với thuộc tính đơn độc. Mà thuộc tính huyết khí thì càng không cần nói nhiều, trước mắt vẻn vẹn chẳng qua chỉ là công pháp cấp siêu phàm liền mang đến cho tô tiểu bạch ít lợi khổng lồ như vậy nếu là lại thăng cấp đến công pháp vương cấp có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu đối với người bình thường mà nói công pháp huyết khí là lựa chọn lá bài tẩy một khi sử dụng thì đồng nghĩa với phải liều mạng nhưng đối với tô tiểu bạch mà nói có thuộc tính sinh mệnh sinh sôi không ngừng kéo lại cho dù bùng nổ huyết khí tiêu hao cao hơn nữa ảnh hưởng đối với bản thân hắn cũng cực kỳ nhỏ Bây giờ trên tay ta có 520.000 điểm tu luyện, hoàn toàn đủ để mua thêm 5 bộ công pháp vương cấp. Khóe miệng Tô Tiểu Bạch nhất một cái. 5 bộ công pháp vương cấp cũng không phải là mục tiêu của Tô Tiểu Bạch. Mục tiêu của hắn là 5 bộ này, cộng với bản thân hắn mới vừa lấy được hai bộ, cùng với vốn dĩ đã có 5 bộ. Toàn bộ cộng lại là đằng đẳng 12 bộ công pháp vương cấp. 12 bộ công pháp vương cấp dựa theo điều kiện 4 hợp thành một của một khóa hợp thành, tương đương với ta có thể một hơi hợp thành ra bốn bộ công pháp hoàn cấp. Trong ánh mắt Tô Tiểu Bạch tóe ra lửa nóng. Ba bộ công pháp hoàn cấp A. Một khi tu luyện thành công, có thể tưởng tượng thực lực của hắn trong tương lai sẽ đạt tới tầng thứ nào. Có đạt tới cấp nhất nguyên võ hoàng không cũng không chắc chắn. Nhưng mà đạt tới cấp Á Hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Năm bộ công pháp vương cấp. Liền nó. Hối đoái thành công theo thanh âm nhắc nhở của hư võng truyền tới trong tay tô tiểu bạch lại có thêm năm bộ công pháp vương cấp bản thật có công pháp rèn thể chuyên về nhanh nhẹn cường hóa thân pháp linh giác truy phong kinh có công pháp rèn thể cường hóa thủ đoạn phòng ngự chuyên vì thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà sinh ra tử thanh quy bối thư có công pháp rèn thể gột rửa thân thể để cho thân thể một lần nữa lột xác cường hóa cùng với tăng thêm huyết khí của bản thân giai truyền tẩy tủy pháp có công pháp rèn thể nhằm vào tăng phúc bùng nổ lực lượng, tăng lên lực lượng trên diện rộng, đại nhật chiến thần công. Cùng với công pháp rèn thể tăng lên tốc độ hấp thu, chứa đựng linh khí, cũng tăng tốc độ chuyển hóa linh khí trong kinh mạch, đại diễn Đà La Quyết. Năm bộ đều là thuần một sắc công pháp rèn thể. Bất kỳ một bộ nào rơi vào trong tay cấp võ phương, đều đủ để cho bọn hắn coi như trân bảo. Nếu là tu luyện đến cao cấp nhất, càng đủ để xưng bá một phương. Nhưng đối với Tô Tiểu Bạch mà nói, trợ giúp của công pháp Vương cấp đối với hắn đã bắt đầu trở nên yếu đi, chỉ có công pháp Hoàng cấp mới có thể làm cho lực lượng của hắn lần nữa sinh ra nhảy vọt. Một lát sau, Đinh Tử điện đấu thần quyển đạt tới cao cấp nhất. Đinh Đại Nhật chiến thần công đạt tới cao cấp nhất. Đinh Đại diễn Đà La quyết đạt tới cao cấp nhất. Đinh giai truyền tẩy tủy pháp đạt tới cao cấp nhất. Đinh, thao thiên huyết sát cô điển đạt tới cao cấp nhất. ầm uhm. khi thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, Tô Tiểu Bạch đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong lượng lớn thông tin rất nhiều công pháp vương cấp này mang đến. Say mê không dứt. Phía sau lưng hắn, càng là hiện ra từng đạo bóng người to lớn đạt tới 10.000 10 mét, trên người mỗi một đạo đều quấn quanh khí tức hủy thiên diệt địa. Chờ đến khi Tô Tiểu Bạch mở mắt ra lần nữa, trên người hắn phát ra tia sáng chói mắt, giống như một vần mặt trời nhỏ, dù là cách xa hơn vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lực lượng Lực lượng thật bàn bạc Tô Tiểu Bạch không nhịn được vỗ xuống một chưởng. ầm, uhm. Lấy hắn làm tâm điểm, bên trong chu vi triệu dặm, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn nứt ra một cảnh tượng như ngày tận thế, cả khu vực càng là sụp lúng, hiện ra một cái vực sâu 10.000 mét, nhìn không thấy đấy. Lấy lực lượng của ta bây giờ, nếu như ra tay toàn lực đã sơ bộ có tư cách hủy diệt địa cầu nói cách khác bây giờ tô tiểu bạch đã có lực lượng cùng thủ đoạn hủy diệt tinh thần nhưng như thế vẫn chưa đủ hệ thống hợp thành ba bộ công pháp hoàn cấp cho ta tô tiểu bạch ra lệnh một tiếng trên người tất cả 12 bộ công pháp vương cấp đều bị hệ thống tiến hành quét hình hợp thành nhìn thanh tiến độ bảy màu đang chạy dần ánh mắt tô tiểu bạch nóng bỏng đây chính là công pháp hoàn cấp thứ thiệt a hơn nữa còn là suốt ba bộ một lát sau đinh hợp thành thành công thu hoạch được công pháp hoàn cấp vô tung tác mệnh ưu điển đinh hợp thành thành công thu hoạch được công pháp hoàn cấp bác hoang viêm long linh phổ đinh hợp thành thành công thu hoạch được công pháp hoàn cấp kim tầm vô vọng huyền bản ba bộ công pháp hoàn cấp tới tay ánh mắt tô tiểu bạch nóng bỏng cả người đều hưng phấn lên Mới vừa rồi bảy bộ công pháp vương cấp đã mang đến cho hắn ít lợi vô cùng to lớn nếu là lại tăng thêm ba bộ công pháp hoang cấp này. Chật chật chật, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trên mặt Tô Tiểu Bạch đã không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn không có chút trì hoãn nào, nhanh chóng bắt đầu xem ba bộ công pháp hoàng cấp này. Vô tung tác mệnh ưu điển. Công pháp rèn thể nhanh nhẹn hoàng cấp, sau khi tu luyện thành, tốc độ tăng phúc to lớn, chỗ tốt lớn nhất của nó là đủ giống như thuộc tính không gian, lợi dụng tinh thần lực đánh dấu mục tiêu, hơn nữa phạm vi lớn đến đáng sợ. Thần khí cần thiết để truy sát A. Bác hoang viêm long linh phổ. Công pháp hoàn cấp thuộc tính hệ hỏa, lại là lấy hung thú hoàng cấp bác hoang viêm long làm hình mẫu sáng tạo, một khi thi triển, gần như đồng nghĩa với gọi ra một phân thân hỏa diễm bác hoang viêm long làm trợ thủ cho mình. Còn có kim tầm vô vọng huyền bản. Đậu đen rau muống, lại là công pháp chuyên tu của tinh thần niệm sư. Trong mắt Tô Tiểu Bạch tóe ra vẻ vui mừng. Công pháp chuyên tu của tinh thần niệm sư, lúc đầu Tô Tiểu Bạch còn cố ý đi tìm. Nhưng công pháp trong hư võng cung cấp, căn bản không có bất kỳ công pháp chuyên tu có liên quan đến tinh thần niệm sư. Hơn nửa lâu như vậy rồi, trừ lúc ở căn cứ số 15 đụng phải ti bắt duyên ra, Tô Tiểu Bạch cũng không có đụng phải người tinh thần niệm sư thứ hai. Hơn nữa sở trường của Tô Tiểu Bạch vốn dĩ là võ đạo, tu luyện một loạt công pháp võ đạo, lần lượt thăng cấp, điên cuồng xông cửa được bảo vật. Tự nhiên mà vậy, hắn liền đem việc này quên mất. Nhưng mà không nghĩ tới, một khóa hợp thành, lại ngẫu nhiên hợp thành ra cho Tô Tiểu Bạch một niềm vui thật lớn. Nghĩ lại, cũng đúng. Một khóa hợp thành cùng hư vọng bất đồng, bên trong hư vọng là có hạn chế quyền hạn. Giống như trước mắt Tô Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong tân sinh chi thành, muốn đi đến thái hư thành, phải đạt tới cấp võ thần mới được. Hơn nữa hư võng cung cấp công pháp cấp bậc cao nhất là hoàng cấp, Tô Tiểu Bạch lại chỉ có thể mua vương cấp. Nhưng một khóa hợp thành thuộc về ngẫu nhiên chọn lựa trong tất cả công pháp. Không phải sao, thậm chí ngay cả công pháp tinh thần niệm sư hoàng cấp đều ngẫu nhiên đi ra. Đúng rồi, thật giống như từ trước đây ta đã khai thông tu luyện tinh thần lực trong không gian một khóa tu luyện chứ. Làm sao cho đến bây giờ còn không đột phá? Khi một khóa tu luyện không gian đạt tới cấp 20 liền mở khóa chức năng ngoài định mức tự động tu luyện tinh thần lực nhưng mà cái này đều đã trôi qua lâu như vậy đẳng cấp tô tiểu bạch đều tăng lên mấy cấp thực lực từ cấp võ thần vượt qua đến cấp võ vương hôm nay tinh thần lực lại chậm chạp không truyền đến nhắc nhở đột phá khiến cho tô tiểu bạch cũng gần như đem đồ chơi tinh thần lực này quên đi nhưng rất nhanh tô tiểu bạch biết nguyên nhân của nó đẳng cấp tinh thần cầu không phải là tự động đột phá yêu cầu chính mình nhấn vào thăng cấp phát hiện điểm này chân mày tô tiểu bạch cau lại cái thao tác này có chút lợi hại a à? kể từ đó chính mình há không phải là muốn khống chế tinh thần lực ở cấp bao nhiêu thì khống chế ở cấp bấy nhiêu sao hơn nữa còn có thể một hơi tích lũy nhiều một chút sau đó sẽ một hơi bùng nổ thăng cấp trước tiên thăng cấp thử xem nhìn một chút những tu vi tinh thần lực ta tích lũy kia có thể khiến cho tinh thần lực của ta đột phá đến đẳng cấp gì Tô Tiểu Bạch nhìn một cái, trước mắt cấp bậc tinh thần cầu của hắn, vẫn là vừa mới mở ra đại dương mênh mông, cấp võ soái phổ thông. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái thăng cấp. Số lượng tinh thần lực dự trữ chật khuếch trương gấp mấy lần. Vốn dĩ là đại dương tinh thần lực, trực tiếp biến thành một ngôi sao. Cấp bậc tinh thần cầu cũng nhanh chóng thay đổi đến ngôi sao, cấp võ soái tinh anh. Tô Tiểu Bạch nhấn thêm. Tinh thần lực lại khuếch trương lần nữa. Ngôi sao biến thành trăng sáng. Cấp bậc tinh thần cầu, Hạo Nguyệt, cấp võ soái cực hạn. Tô Tiểu Bạch tiếp tục nhấn. Trăng sáng biến thành mặt trời. Cấp bậc tinh thần cầu, mặt trời, cấp võ soái á thần. Còn chưa tới cực hạn. Vẫn có thể thăng cấp. Nhấn thêm một cái. Ầm. Mặt trời ầm ầm bùng nổ, hóa thành từng đạo tia lửa, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành một mảnh trời sao một màu đen kịt bên trong tô vẽ từng điểm từng điểm ngôi sao phát sáng cấp bậc tinh thần cầu phổ thông siêu phàm tinh không cấp còn có thể tăng mắt tô tiểu bạch sáng lên lúc này hắn không nhấn từng lần nữa mà là quả quyết điên cuồng nhấn chỉ thấy bên trong trời sao đen nhánh kia mỗi thăng cấp một lần cũng sẽ kèm theo một ngôi sao lớn phát sáng màu sắc của mỗi ngôi sao không giống nhau từ màu xanh lá cây màu xanh da trời màu vàng đến màu tím màu vàng sậm màu đỏ mỗi lần thăng một cấp tô tiểu bạch đều có thể cảm nhận được tinh thần lực của bản thân khuếch trương kinh khủng rất nhanh tô tiểu bạch phát hiện không cách nào tiếp tục nhấn thăng cấp nữa nhưng cấp bậc tinh thần cầu của hắn thế mà đã đạt đến cấp tinh hệ tam nguyên võ vương tinh thần niệm sư thường thường đều là nghiền ép đồng giai sánh bằng tồn tại cao hơn một cấp giống như ti bác duyên chỉ dựa vào cấp võ soái tinh anh là có thể cung cấp võ soái cực hạn như Đông Phương U ngồi ngang hàng. Vì vậy, điều này cũng nói rõ bây giờ Tô Tiểu Bạch, căn bản không cần động thủ, chỉ bằng vào tinh thần lực là có thể dễ dàng giết cấp tam nguyên võ vương trong nháy mắt. Nếu như lại thêm bộ công pháp hoàn cấp chuyên tu của tinh thần niệm sư thì sao đây? Tô Tiểu Bạch nghĩ tới đây, không nói hai lời, bắt đầu lật xem ba bộ công pháp hoàn cấp này. Có vết xe đổ của Tuế Nguyệt Kinh, Tô Tiểu Bạch cũng không yêu cầu xa vời có thể xem hiểu, trực tiếp khắc sâu vào trí nhớ là được rồi một lát sau đinh vô tung tác mệnh ưu điểm đạt tới cao cấp nhất đinh bát hoang viêm long linh phổ đạt tới cao cấp nhất đinh kim tầm vô vọng huyền bản đạt tới cao cấp nhất ầm Tô tiểu bạch chỉ cảm giác cả người mình bỗng nhiên tiến vào ba cái dị thế giới trong dị thế giới thứ nhất tất cả đều là u hồn vô cùng vô tận líp nha lít nhít một tên mang mặt nạ, toàn thân áo đen, sau lưng có gió cuốn vù vù, đang dùng con ngươi âm u màu xanh lá cây nhìn chầm chầm hắn. Một giây kế tiếp, hắn liền đi tới trước mặt Tô Tiểu Bạch. Đây là... Vô tung. Thanh âm khàn khàn truyền ra, con ngươi âm u màu xanh lá cây bỗng nhiên lóe lên một cái, chỉ một thoáng, Tô Tiểu Bạch liền phát hiện, chính mình lại có thể nắm được tất cả cử động của u hồn bên trong chu vi xung quanh vô luận là tập trung vào bất kỳ một tên u hồn nào đều vô cùng nhanh chóng đơn giản cho dù cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi hắn cũng có thể khóa chặt phương vị đại khái nhìn xuyên qua trong nháy mắt đây là lấy mạng tô tiểu bạch đắm chìm trong đó cẩn thận cảm thụ tỉ mỉ không biết qua bao lâu hắn lại lần nữa mở mắt ra đi tới một mảnh thế giới cấu tạo từ hỏa diễm trống vô số đầu bát hoang viêm long hoàng cấp đang ở trên bầu trời tùy ý bay lượn bọn nó há mồm phun một cái biển lửa vô biên tàn phá mà ra điên cùng thiêu đốt đại địa nhiệt độ cao kịch liệt trong khoảnh khắc đêm tất cả mọi thứ đều đốt thành tro bụi đại địa cũng hóa thành một vùng đất cằn cỗi cô tiểu bạch ở trong ngọn lửa bát hoang này tinh tế cảm thụ tất cả mọi thứ ngay sau đó hắn đi tới một mảnh tinh thần ở nơi này hắn thấy được một cái kén tầm to lớn màu vàng Tô Tiểu Bạch có thể cảm nhận được, bên trên cái kén tầm to lớn màu vàng này, truyền ra một cổ tinh thần lực không gì sánh kịp. Nếu nói tinh thần lực của bản thân hắn là một dòng suối nhỏ, vậy làn sóng tinh thần cái kén lớn màu vàng này truyền ra chính là biển rộng vô biên vô tận. Không biết qua bao lâu, khi Tô Tiểu Bạch lại lần nữa mở hai mắt ra, trên thực tế mới vẹn vẹn trội qua không tới một phút mà thôi. Nhưng biến hóa xảy ra trên người hắn, lại là long trời lỡ đất. Ta bây giờ mạnh bao nhiêu tô tiểu bạch cảm giác thực lực mình đã cường đại đến có chút mơ hồ ngay cả chính hắn đều có chút cảm giác không rõ hắn nhìn thoáng qua bản thuộc tính của hệ thống nhân loại tô tiểu bạch cảnh giới đẳng cấp võ soái á thần lực lượng đẳng cấp cấp á hoàng sức chịu đựng đẳng cấp cấp á hoàng nhanh nhẹn đẳng cấp cấp á hoàng tư chất tu luyện đỉnh tiêm tinh thần cầu đẳng cấp cấp ngũ nguyên võ vương nắm giữ công pháp sinh sinh bất tức quyển cộng một sinh mệnh cao cấp nhất vô gian quy nhất đao cộng đao pháp cao cấp nhất đại dịch hoàng long đồ cộng một kinh mạch cao cấp nhất kim thai hoành luyện minh quyển thân thể cao cấp nhất Phiếm kim quan kinh kim thuộc tính cao cấp nhất tử điện đấu thần quyển cao cấp nhất thao thiên huyết sát cô điển cao cấp nhất đại nhật chiến thần công cao cấp nhất đại diễn đà la quyết cao cấp nhất giai truyền tẩy tủy pháp cao cấp nhất tử thanh quy bối thư cao cấp nhất linh giác truy phong kinh cao cấp nhất vô tung tác mệnh ưu điển cao cấp nhất Bác hoang viêm long linh phổ cao cấp nhất kim tầm vô vọng huyền bản cao cấp nhất đã giải tỏa chức năng hệ thống một khóa tu luyện cấp 25, một khóa luyện công cấp 25, tự động đánh quái cấp 19, một khóa luyện đan cấp 15, một khóa thu thập cấp 14, một khóa rèn đúc cấp 10, một khóa lấy quặng cấp 11, một khóa cường hóa, cấp 10, một khóa hợp thành, cấp 7. Toàn diện cấp Á Hoàng Thấy bản thuộc tính này, trong mắt Tô Tiểu Bạch nhịn không được bắn ra ánh sáng trước đó chưa từng có. Nhiều bộ công pháp vương cấp, cùng với suốt ba bộ hoàng cấp mang đến cho hắn ít lợi quá lớn. Lớn đến vượt quá tưởng tượng của Tô Tiểu Bạch, thậm chí khiến hắn ngay cả phân biệt thực lực cường đại của bản thân đều vô cùng mơ hồ. Không. Thực lực bây giờ của ta, không chỉ là cấp Á Hoàng ta cảm giác đã mơ hồ đến gần vô hạn những võ hoàng kia. Khoảng cách cấp võ hoàng chỉ còn lại một bước ngắn. Tô Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm một cái, cảm thụ lực lượng dồi dào trong cơ thể còn hỗn loạn giống như ngôi sao, khẽ nhúc nhích đều là sơn hô hải khiếu, ánh mắt kiên định nói. Tô Tiểu Bạch ở Phạm Nha Thánh Thành thấy qua rất nhiều cấp nhất nguyên võ hoàng, đích thân cảm thụ qua khí tức cùng mức độ dân trào lực lượng. Mặc dù hắn phán định ra thực lực bản thân rất mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt ra được khoảng cách của mình cùng Võ Hoàng có bao xa. Bây giờ hắn đã không đơn thuần là sánh bằng cấp Á Hoàng đơn giản như vậy. Chỉ cần nguyện ý, hắn thậm chí có thể chém chết tồn tại cấp Á Hoàng. Ba bộ công pháp Hoàng cấp gia trì. Đúng thật là khủng bố. Công pháp Hoàng cấp, tên như ý nghĩa, chỉ có cấp Võ Hoàng mới có tư cách tu luyện. Cho dù là bằng thiên phú của những nhóm thiên kiêu thánh tử của Hạo Hãn vực, lại cố gắng thế nào ở trước khi không đạt tới thực lực cấp võ hoàng, căn bản ngay cả nội dung công pháp hoàng cấp đều xem không hiểu. Giống như là la vực. Hắn là cấp nhất nguyên võ hoàng. Nhưng đối với Tuế Nguyệt Kinh, ngay cả một tơ một hào đều đọc không hiểu. Cho dù Tuế Nguyệt Kinh là công pháp thuộc tính thời gian hoàng cấp, mức độ trân quý đã đủ để sánh bằng cùng công pháp thánh cấp, nhưng mà la vực bản thân vẻn vẹn mới tu luyện hai bộ công pháp vương cấp, ngay cả công pháp hoàng cấp nhập môn cũng không có cửa. Như vậy có thể thấy, mức độ cao thâm của công pháp hoàng cấp đã đạt tới mức độ khoa trương bực nào. Ngay cả cấp võ hoàng cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, huống chi là cấp vô soái á thần bình thường. Bởi vậy cũng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ, toàn bộ hạo hãn vực không có người có thể xông qua 108 tầng hư vọng chi tháp. Thực lực bây giờ của ta, chỉ kém một tia, là có thể trực tiếp sánh bằng cấp nhất nguyên võ hoàng. Nếu như bùng nổ huyết khí, cùng với rất nhiều công pháp mà nói, có lẽ có thể cùng nhất nguyên võ hoàng chống lại. Nếu là lại tăng thêm tăng phúc của cái bóng hợp thể, đánh bại cấp nhất nguyên võ hoàng cũng không phải việc khó. Chẳng qua thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của cấp nhất nguyên võ hoàng chắc chắn rất nhiều, muốn chém giết đúng là có hơi phiền toái. Nếu có thể lại lấy được một bộ công pháp hoàng cấp thì tốt biết bao. Như vậy thì ta có thể trực tiếp hợp thành ra một bộ công pháp thánh cấp nếu như ta lại đem công pháp thánh cấp tu luyện tới cao cấp nhất, cho đến lúc đó. Chật chật chật, coi như toàn bộ tư ô tộc cùng tiến lên, sợ rằng đều không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt tô tiểu bạch chớp động. Nhưng mà cũng không vội. Trước mắt thực lực này đã đủ rồi. Ít nhất bằng vào thực lực bây giờ của ta, có thể dễ dàng đến tầng 108. Thu hồi lại toàn bộ tâm sự, thực lực cường đại khiến cho tô tiểu bạch hào khí bừng bừng, cũng là thời điểm nên kiến thức một chút, tầng 108 hư vọng chi tháp, rốt cuộc là quan cảnh như thế nào. Hư vọng, ta muốn khiêu chiến tầng 107. Tô Tiểu Bạch hét dài một tiếng, một giây kế tiếp, đại địa vốn dĩ bị hắn chấn vỡ, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Cả thế giới vẫn là một mảnh hoang mạc kia. Theo một trận gió mát thổi lất phất tới, chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây bỗng nhiên bị một chùm tia sáng to lớn phá vỡ chùm sáng này thẳng tới đại địa, chiếu sáng toàn bộ hoang mạc trong trời đất. Khi ánh sáng của chùm sáng tiêu tan, một đạo thân ảnh xuất hiện ở rất xa trên bầu trời. Người này toàn thân khoác áo giáp màu đỏ máu, thân thể giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thủng trời xanh, anh Tuấn uy vũ bất phàm. Tay hắn cũng nắm một thanh trường thương màu đỏ máu, nhẹ nhàng vung vẩy, không gian chung quanh cũng vì đó mà vặn vẹo. Một cặp mắt màu máu trừng lên nhìn chầm chầm tô tiểu bạch. Tên ta, thí huyết thanh âm như sấm rền ở trên trời truyền vang thí huyết chân mày tô tiểu bạch cau lại người này chẳng lẽ cùng bóc phía sau màn của thí huyết minh có quan hệ gì chẳng qua mặc kệ nó ta quản ngươi thí huyết hay là thí cái gì tạm biệt khóe miệng tô tiểu bạch nhếch lên bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái kim tầm nhất chỉ toái tinh thần một cổ tinh thần lực khổng lồ đủ để nghiền nát ngôi sao chợt từ đầu ngón tay tô tiểu bạch bắn ra. Khoảng cách mấy triệu dặm, trong nháy mắt liền đến, nam nhân mặc áo giáp màu máu xuất tràn, bộ dáng anh tuấn uy vũ bất phàm, có thể là bóc phía sau màn của thí huyết minh kia, ở dưới một chỉ này, toàn bộ thân hình giống như bị đạn pháo hủy diệt vô hình bắn trúng, sụp đổ tại chỗ, tán loạn đầy trời. Tô tiểu bạch nhìn đẳng cấp tinh thần cầu, đã đạt tới tầng thứ ngũ nguyên võ vương. Hơn nữa còn có một bộ công pháp tinh thần lực hoàn cấp gia trì. Quy lực bộc phát ra, chính là cấp Á Hoàng cũng đừng nghĩ có thể chống đỡ. Cấp ngũ nguyên võ vương sao? Ở trước mặt tô tiểu bạch hôm nay, đừng nói là một giây. Ngay cả nửa giây cũng đừng hồng đỡ nổi. Đổi mới. Tầng 107 đổi mới. Quả nhiên là hắn. Điêu Nguyệt Thanh Long. Hắn thật leo lên tầng 107. Không, không chấm 5 giây. Chuyện này. Chuyện này. Cái này so với tầng 106 còn nhanh. Cái tên Điêu Nguyệt Thanh Long này rốt cuộc là thiên kiêu thánh tử của tộc quần nào? Chẳng lẽ thật sự là đế tử đi ra từ trong đế tộc xếp hạng trước 10 hay sao? Đúng là thật có khả năng này. Lần trước ở chiến trường biên giới, không phải là đế tử xuất hiện càng quét hết thảy sao? Nghe đồn là cấp siêu phàm có thể tiêu diệt cấp võ hoàng, nói không chừng thật là đế tử. Xảy ra chuyện gì? ta cảm nhận được một cổ lực áp bách cực lớn. Đó là... Là thánh cấp. Có võ thánh đích thân tới. Ngay tại sau khi tầng 107 đổi mới, toàn bộ chung quanh hư vọng chi tháp, lại lần nữa sôi sùng sục khi mọi người đều rối rít trung động kêu gào, bỗng nhiên tại trên bầu trời có một đạo vết rách hư không bị xé ra, một đạo thân ảnh to lớn cả người có vần sáng bảy màu vần quanh, căn bản không thấy rõ diện mạo từ trong hư không bước ra. Bái kiến thánh nhân tất cả người cấp võ hoàng, rối rít cung kính hành lễ. Các sinh mạng ở trong hạo hãng vực, càng là đều quỳ lạy ở trên mặt đất. Cấp võ hoàng cũng còn tốt. Nhưng đối với những sinh mạng linh cấp trong tân sinh chi thành mà nói, chỉ từ bên trên cấp độ sống, thánh cấp cũng đã khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác bị áp bách vô cùng đáng sợ. Dù là cường giả thánh cấp ngay cả một tia một hào khí tức vi thế đều không thả ra ngoài, trong lòng bọn họ vẫn sẽ sinh ra sợ hãi, hết sức lo sợ, giống như gặp phải thần linh loại cảm giác này giống như là một ít mèo chó nhìn thấy sư tử lão hổ rõ ràng chưa từng thấy qua nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy liền sinh ra sợ hãi áp chế trên phương diện huyết mạch là tồn tại bên trong bản năng ghen không ít người đều nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy được vẻ sợ hãi nồng nặc thánh nhân đích thân đến tân sinh chi thành giá lớn bọn họ phải trả gần như là dùng dây đến tính toán hiển nhiên đây là muốn tại chỗ thu đồ a. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, từ một khắc khi Điêu Nguyệt Thanh Long đi ra hư vọng chi tháp trở đi, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái trực tiếp trở thành đệ tử của thánh nhân. Ầm. Uhm. Bỗng nhiên, lại một đạo lực áp bách đến từ sinh mạng rạo rực mà ra. Trên bầu trời, một đạo kẻ nứt hư không cao mấy vạn mét bị xé ra, cũng có một thân ảnh thánh nhân bị bao phủ bởi vầng sáng bảy màu bước ra nhưng cái này vẫn chưa xong. Liên tiếp, lại có ba vị thánh nhân xé rách hư không xuất hiện. Đằng đẳng năm vị thánh nhân xuất hiện, cho dù là bọn họ đã đem đầy đủ khí tức, uy thế, cùng với lực áp bách từ sinh mạng đều thu liễm đến cực hạn, nhưng mà vẫn có không ít người nhỏ yếu căn bản chịu không được, không thể không vội vàng rời mạng, thoát khỏi hư võng. Chỉ để lại một bộ phận võ soái á thần có thực lực, còn có thể nằm xuống đất thở dốc. Các thánh nhân yên lặng không nói nhưng mà mọi người đều biết, đó là các thánh nhân đang lợi dụng thủ đoạn đặc biệt bí mật truyền âm. Bọn họ căn bản không nghe được thôi. Nhưng mà tất cả mọi người đều chú ý tới, ánh mắt của các thánh nhân dường như cũng xuyên thấu qua trùng sáng bảy màu, nhìn về vị trí bảng xếp hạng tầng 108. Hiển nhiên ngay cả các thánh nhân cũng đang chú ý, Điêu Nguyệt Thanh Long có thể thật vượt qua tầng 108 hay không? Đúng lúc này, bảng xếp hạng tầng 108 đột nhiên đổi mới bốn chữ điêu nguyệt thanh long trực tiếp hiện lên trên hàng xếp hạng thứ nhất. Ồ! Gần như là trong nháy mắt, tiếng huyên náo vô cùng sôi trào, chợt ở khắp tân sinh chi thành bột phát ra. Tầng 108 Tầng 108 chưa từng có trong lịch sử. Thật xuất hiện. Hơn nữa bây giờ liền hiện ra trước mắt bọn hắn. Giờ phút này, không đơn thuần là cả tân sinh chi thành chấn động, ngay cả toàn bộ hư võng cùng với toàn bộ hạo hãng vực, đều vì thế mà rung động. Tất cả cửa ải 108 tầng hư vọng chi tháp, ngày hôm nay, rốt cuộc bị người hoàn chỉnh quét sạch. Chẳng qua là làm ai cũng không nghĩ tới, người đánh vỡ cái kỷ lục này, lại là một người xa lạ, không thuộc về bất kỳ tộc quần, thậm chí cũng không biết lai lịch. Hơn nữa hắn là dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối, một đường sông, vẹn vẹn mới mấy ngày, mỗi cửa đều chỉ khiêu chiến một lần, cho tới bây giờ không có bất kỳ kỷ lục khiêu chiến lặp lại, trực tiếp đạt được thành tựu như vậy tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy giờ phút lịch sử không gì sánh kịp này sợ rằng từ nay về sau một kỷ lục này không đơn thuần là xưa nay chưa từng có rất có thể còn là về sau cũng không có ai trên trời dưới đất chỉ duy nhất một người càng ngày càng nhiều tồn tại thánh cấp xé rách hư không mà tới tất cả đều nhìn thấy trên hư vọng chi tháp chữ điêu nguyệt thanh long lòe loẹt chói mắt thậm chí mơ hồ còn có một ít tồn tại so với thánh cấp càng thêm đáng sợ, đang thông qua một ít thủ đoạn kỳ dị, xuyên qua khoảng cách vô hạn, chú ý đến biến hóa ở hư vọng chi tháp nơi này. Dường như cũng đối với Điêu Nguyệt Thanh Long ở đây, suy tính gì đó. Tầng 108, qua cửa. Mời lựa chọn công pháp vương cấp ngài muốn. Thanh âm hư vọng truyền ra. Liên tiếp qua cửa tầng 107 cùng tầng 108, khen thưởng khi thông quan vẫn là công pháp vương cấp cùng với điểm tu luyện hậu hĩnh đằng đẳng 700 000 Nhưng nhiêu đây cũng đủ để khiến Tô Tiểu Bạch vui mừng. 700 000 điểm tu luyện, ý nghĩa Tô Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lại lấy được 7 bộ công pháp vương cấp. Hơn nữa khen thưởng hai bộ, tổng cộng chính là 9 bộ. Hoàn toàn có thể hợp thành hai bộ công pháp hoàn cấp mới, sau đó sẽ thông qua những công pháp hoàn cấp hiện có hợp thành, một hơi hợp ra một bộ công pháp thánh cấp chân chính. Lần này thoải mái a. Tô Tiểu Bạch sáng tay áo lên, hai mắt bùng lên ánh sao, đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức được công pháp thánh cấp chân chính rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng vào lúc này, giao diện lựa chọn công pháp của hư vọng biến mất. Linh binh trong tay Tô Tiểu Bạch cũng theo đó tan vỡ tiêu tan. Cả thế giới đều đang kịch liệt đung đưa, tan rã từng tất một. Hết thảy tất cả, đều giống như biến thành số liệu chữ số, bắt đầu từng bước tiêu tan. Phía sau bầu trời, là tinh không bao la bát ngát. Có vô số ngôi sao tô điểm. Phía dưới vùng đất cũng là vũ trụ tinh không, không nhìn thấy bờ, chỉ có từng mảnh ngôi sao sáng chói. Đây chính là cảnh tượng sau khi thông qua tầng 108 hư vọng chi tháp sao. Vẻ mặt Tô Tiểu Bạch hiếu kỳ. Quan cảnh tầng 106 hắn đã nhìn, không có gì đặc biệt. Tầng 107 hắn cũng nhìn thấy, không gì hơn cái này. Tầng 108 hắn cũng đã gặp qua cũng không có chỗ ấn tượng nào đáng giá khắc sâu. Nhưng sau khi nhìn hết thảy chung quanh sụp đổ, tiến vào tinh không mịt mờ, lại để cho Tô Tiểu Bạch rất có hứng thú. Hắn muốn biết, sau đó nên đón hắn, chính là cái gì? Đây chính là hình ảnh bên trong toàn bộ hạo hãn vực, ngoại trừ người sáng tạo hư vọng ra, lại cũng không có bất kỳ người nào đã thấy chứ. Điêu Nguyệt Thanh Long Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thần thánh giống như truyền tới từ thời viễn cổ xa xôi trầm bổng phát ra rõ ràng trong vũ trụ này không cách nào truyền âm, nhưng đạo thanh âm này lại tràn ngập ở bất kỳ một góc nào trong thiên địa, càng là vang lên vô cùng rõ ràng trong tai của Tô Tiểu Bạch. Mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên. Chỉ thấy ở trong tinh vân rất xa, có một khỏa ngôi sao lớn đang không ngừng hướng về phía hắn dịch chuyển tới. Rất nhanh, hắn thấy rõ bộ dáng chân thật của ngôi sao kia. Ngôi sao này cũng không lớn, tối đa cũng chỉ hơn ngàn mét vuông mà thôi, phía trên còn xây dựng một gian nhà tranh nho nhỏ nhưng chung quanh sơn thủy chim muông sâu cá hoa và cây cảnh cái gì cần có đều có giống như thế ngoại tiên cảnh vừa vặn ở trước gian nhà tranh này có một đạo thân ảnh mặc quần áo dài màu xanh giữa thắt lưng đeo một thanh trường kiếm màu trắng như ngọc trong tay có một cái hồ lô rượu sau khi uống một hớp mỉm cười nhìn tô tiểu bạch người này anh tuấn vô song khí vũ bất phàm nhưng trên người tản mát ra chấn động lại khiến cho lông tơ tô tiểu bạch không khỏi dựng đứng lên đây là cảnh giới gì tô tiểu bạch nhướng mày dù thực lực hôm nay của hắn đã đạt đến mức độ có thể giết cấp á hoàng trong nháy mắt mà ở trước mặt nam tử áo xanh này hắn có thể cảm nhận được chính mình ngay cả lực phản kháng cũng không có mảy may thậm chí đối phương chỉ cần dùng một ánh nhìn cũng có thể dễ dàng giết hắn trong nháy mắt đây cũng không phải cấp võ hoàng cấp võ thánh tô tiểu bạch cũng cảm thấy còn thiếu rất nhiều có lẽ có khả năng là tiên cấp trong truyền thuyết chúc mừng chúc mừng ngươi là sinh mạng đầu tiên đi đến nơi này ta đã ở đây chờ đợi quá lâu quá lâu ở nhà tranh trước mắt nam tử áo xanh nhìn tô tiểu bạch cười vang nói đến mời ngồi sau lưng nam tử áo xanh có một cái bàn đá hai cái ghế đá đa tạ tô tiểu bạch gật đầu một cái ngay sau đó tiến lên ngồi xuống nam tử áo xanh ngồi vào đối diện tô tiểu bạch cười nói uống rượu không hay a à? vậy thì cứ uống một phen nam tử áo xanh vung tay lên một cái hồ lô rượu mới rơi vào trong tay tô tiểu bạch tô tiểu bạch uống một hớp lớn tại chỗ ngươi không phải là sinh mạng trong hạo hãn vực sao nam tử áo xanh nhìn kỹ tô tiểu bạch rất là ngoài ý muốn nói đúng ta đến từ địa cầu Tô Tiểu Bạch lau vết rượu trên khóe miệng, miễn cười nói. Không bình thường, đúng là không bình thường. Không phải sinh mạng trong hạo hãng vực, nhưng mà lại đạt tới thành tựu trước đó chưa từng có như thế trong hư vọng. Tương lai của ngươi, thành tựu lớn, ắt phải ở trên ta. Nam tử áo xanh cảm thán. Xin hỏi tiền bối. Ngươi là cảnh giới gì? Tô Tiểu Bạch thử dò xét hỏi một câu. Người đời kính trọng, gọi ta một tiếng, thanh đế nam tử áo xanh bật cười lớn thanh đế cấp võ đế đậu đen rau muốn lập tức trong lòng tô tiểu bạch liền dâng lên cơn sóng thần trong mắt hiện ra một vẻ kinh dị hắn vốn tưởng rằng là tiên cấp không nghĩ tới so với tiên cấp càng trâu bò lại là đế cấp trong truyền thuyết ngày xưa sư tôn ta chế tạo hư võng câu thông vạn tộc trong hạo hãn vực bây giờ thân tử đạo tiêu ngươi là người đầu tiên đến nơi này có lẽ cũng rất có thể là người cuối cùng điêu nguyệt thanh long ta có ba chuyện muốn nói cho ngươi ba chuyện này chỉ có một mình ngươi biết được ngươi nguyện ý nghe chứ sư tôn sư tôn của võ đế má ơi đó là cái cảnh giới gì tô tiểu bạch cảm giác được thế giới quan của bản thân lại bị hung hăng đổi mới một lần nhưng mà nghe được thanh đế muốn nói cho mình ba chuyện hắn nhanh chóng đè xuống nghi ngờ trong lòng gật đầu một cái nói tiền bối cứ nói đừng ngại. Chuyện thứ nhất, hư vọng, là sư tôn ta khi còn sống, dùng trí bảo sáng chế, làm như vậy vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất, bồi dưỡng được hậu bối kinh diễm tuyệt thế, bảo vệ sự sống còn của hạo hãng vực. Chuyện thứ hai, sư tôn ta, là bị kẻ thù giết chết, một mục đích khác khi sáng lập hư vọng, chính là tư tâm của sư tôn ta. Hắn hy vọng tương lai có thể có một người, dùng phong thái tuyệt đối yêu nghiệt cuộc khởi, báo thù cho hắn mà có thể đạt tới yêu cầu này, ít nhất phải thông qua tầng 108 hư vọng chi tháp, nếu không hết thảy đều là lời nói suông. Một điểm này, ngươi làm được. Nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới cấp độ cảnh giới siêu nhiên kia, ta van cầu ngươi có thể ra tay, báo thù cho sư tôn của ta. Nói đến đây, Thanh đế hướng về Tô Tiểu Bạch hơi hơi gật đầu. Tô Tiểu Bạch không nói gì. Sư tôn của võ đế cũng đã quá trâu bò. Vậy người kẻ thù giết hắn trâu bò cỡ nào a? À? Để cho hắn đi tìm tên kia phiền toái. Đây không phải là tìm chết sao? Chuyện thứ ba, để báo đáp lại, khối ngọc vỡ này, xin ngươi nhận lấy. Một khối ngọc vỡ chỉ có một nửa hình rồng hiện lên trước mặt Tô Tiểu Bạch. Ta đã chết, nhưng trước khi chết, từng ở trong hạo hãng vực lưu lại một chỗ truyền thừa, bên trong ngọc vỡ có tất cả thông tin về truyền thừa, ngươi cầm khối ngọc vỡ này, có thể tìm được địa điểm truyền thừa, mở ra truyền thừa truyền thừa võ đế nghe nói như vậy bàn tay tô tiểu bạch rung lên con ngươi trừng lớn suýt chút nữa thét lên kinh hãi đây chính là truyền thừa võ đế a bên trong có bao nhiêu bảo vật dùng gót chân nghĩ cũng có thể biết bằng vào hai chữ võ đế này vậy thì số lượng của nó liền tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của tô tiểu bạch điều này có thể không khiến cho tô tiểu bạch hưng phấn kích động sao ở trong truyền thừa có một bộ phận tu vi ta nhiều năm tích lũy được, cùng với một chút cảm ngộ cùng kinh nghiệm trên đường trở thành võ đế của ta, nhất là lĩnh ngộ với thiên địa pháp tắc. Chắc hẳn sẽ rất có ích lợi đối với người đấy." Thanh đế uống một hớp rượu, cười nói. "Tu vi, cảm ngộ, kinh nghiệm. Những thứ này Tô Tiểu Bạch không cần. Hắn cần là công pháp thánh cấp, tiên cấp hoặc là đế cấp trong truyền thừa lưu lại." Còn nữa chính là đủ loại thiên tài địa bảo võ đế chinh chiến nhiều năm tích trữ được, cùng với nguyên thạch đếm cũng đếm không xuể kia. Có thể tưởng tượng, tài sản đế cấp tích lũy được, tuyệt đối là kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Nếu có thể cầm được toàn bộ, Tô Tiểu Bạch không chỉ có thể đem toàn bộ chức năng của hệ thống niên cùng thăng cấp một lần, thậm chí nói không chừng còn có cơ hội, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới cấp võ đế, đứng ở đỉnh chóp toàn bộ hạo hãng vực. Thanh đế tiền bối, mạo mùi hỏi một câu trong truyền thừa của ngài ngoại trừ tu vi cảm ngộ kinh nghiệm gì đó còn để lại công pháp gì hoặc là các loại bảo vật gì sao tô tiểu bạch thử dò hỏi đương nhiên là có thanh đế cười gật đầu năm đó ta làm sao cũng coi là một trong các võ đế của đế tộc trong hạo hãn vực thế lực trải rộng toàn bộ hạo hãn vực bảo vật tự nhiên không ít hai mắt tô tiểu bạch lập tức sáng lên chẳng qua ở trong trận chiến trước khi lâm chung không ít tu di giới chỉ đều bị bể nát lưu lại đồ vật cũng không nhiều trong truyền thừa ta để lại hai mai tu di giới chỉ hẳn là còn có một ít đến lúc đó đều là của ngươi cứ việc cầm đi là được chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể đạt tới cảnh giới cao hơn so với sư tôn có thể nhớ đến chuyện báo thù giúp sư tôn của ta là được thanh đế cười nói còn có hai mai vậy thì tốt tô tiểu bạch hài lòng tuy nói những tu di giới chỉ khác bể nát rất là đáng tiếc nhưng mà cũng không có cách nào huống chi bây giờ là đối phương tốn công đưa truyền thừa cho mình đưa bảo vật há có lý lẽ ngại ít thanh đế tiền bối ngươi một mực nhắc tới kẻ thù của sư tôn hy vọng ta có thể giúp cho sư tôn của ngươi báo thù nhưng mà ngươi cũng chết trận tại sao không có lòng báo thù hơn nữa ngươi vẫn còn chưa có nói cho ta ta rốt cuộc nên tìm ai báo thù đây tô tiểu bạch hỏi mối thù của ta sư tôn lão nhân gia ông ta đã thay ta báo nếu không phải như thế ta cũng không có khả năng lưu lại một sợi tàn hồn ở nơi này nói chuyện với ngươi về phần kẻ thù của sư tôn bây giờ ta không thể nói ra tên của hắn chờ sau khi ngươi tiếp nhận được truyền thừa tàn hồn phân thân của ta hắn sẽ nói cho ngươi biết đấy thanh đế yếu ớt thở dài không thể nói ra tên của hắn sao chân mày tô tiểu bạch cau lại tràn đầy không hiểu ta biết ngươi nghi ngờ thế nhưng tồn tại kia đã vượt ra khỏi phạm vi ngươi có thể hiểu được cho dù cách xa hư không vô tận khoảng cách vô hạn nhưng chỉ cần ta nói ra tên của hắn hắn liền sẽ lập tức chú ý tới ta sau khi đạt tới tầng thứ kia của hắn nhân quả pháp tắc sẽ từng giờ từng phút nương theo một khi gọi thẳng tên liền sẽ có nhân quả lời nói của thanh đế khiến cho trong lòng tô tiểu bạch rét một cái lại không tự chủ được mở ra một cánh cửa chính đến thế giới mới nhân quả pháp tắc lại có thể cùng đồ chơi hư vô mờ mịt này kết hợp với nhau ngay cả kêu gọi thẳng tên cũng sẽ bị phát hiện có thể thấy được tồn tại giết chết sư tôn của thanh đế kia đã vượt xa khỏi phạm vi tô tiểu bạch có thể tưởng tượng vậy thanh đế tiền bối ta còn có ầm uhm. tô tiểu bạch còn muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến hạo hãn vực càng hiểu thêm về hạo hãn vực mấy phần nhưng còn không chờ tô tiểu bạch nói ra cả thế giới đều bắt đầu chấn động thời gian đã đến ngươi cũng nên rời đi yên tâm tin tưởng không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại lần nữa đấy sau này gặp lại ha 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 thanh đế nói xong hớp một muộn rượu rồi sau đó bên trong tiếng cười to cùng với hết thảy xung quanh bắt đầu tan rã tô tiểu bạch thấy hoa mắt khi nhìn lại rõ ràng trước mặt Hắn đã bị chuyển dời đến bên ngoài hư vọng chi thác Sự xuất hiện của hắn Lần nữa dẫn phát thành một trận địa chấn to lớn Điêu Nguyệt Thanh Long Là hắn Hắn đi ra Tầng 108 là quan cảnh bực nào Có thể nói một chút hay không Điêu Nguyệt Thanh Long Ngươi có phải là đế tử của đế tộc hay không Đế tộc không phải nói là vĩnh viễn sẽ không dễ dàng xuất thế sao Ngươi xuất hiện ở nơi này sẽ không khiến cho các đế tộc khác bất mãn chứ. Ngươi là làm sao qua cửa tầng 108? Địch nhân tầng 108 mạnh mẽ không? Tầng 107 cùng tầng 108 có phải là cấp ngũ nguyên võ vương cùng cấp á hoàng như trong tin đồn không? Sau khi qua cửa tầng 108, ngươi có thấy dị tượng kỳ lạ gì không? Tất cả mọi người đều điên cùng vây quanh mà tới, giống như là tín đồ cùng nhiệt, không kịp chờ đợi liền bắt đầu đặt câu hỏi, vô cùng khát vọng muốn biết tầng 107 cùng tầng 108 của hư vọng chi thác rốt cuộc là bộ dáng gì. Tầng 106, người khiêu chiến tới còn biết được. Chẳng qua đám bọn hắn không xông qua nổi mà thôi. Nhưng tầng 107 cùng tầng 108, đến tận bây giờ chỉ có Điêu Nguyệt Thanh Long biết được bộ dáng của nó dài ngắn thế nào. Thậm chí làm không tốt, từ nay về sau, cũng chỉ có một mình hắn biết được hình ảnh quan cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, cả tân sinh chi thành giống như là có bom nguyên tử rơi xuống đồng bằng trong nháy mắt dẫn phát một mảnh huyên náo sôi nổi kinh khủng không gì sánh kịp so với bất kỳ một lần nào ngày trước đều chỉ có hơn chứ không kém ngay cả nhóm tồn tại cấp võ thánh trên trời kia cũng thông qua thủ đoạn truyền âm mật cách ngàn dặm hướng tô tiểu bạch phát ra lời mời tiểu hữu ta là phần nguyệt đại thánh một trong mười hai đại thánh của thí huyết minh ngươi có bằng lòng bái nhập môn hạ của ta hay không tiểu hữu Ta là lôi quỷ đại thánh, một trong 36 quân đoàn trưởng của hư võng quân đoàn. Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta nhất định xem ngươi như là bản thân bồi dưỡng. Tiểu hữu, danh hào của ta là Nguyệt Minh Đại Thánh. Đến từ Nho Phong Thánh Tộc trên vạn tộc bản. Nếu ngươi vào môn hạ của ta, đời này nhập thánh không còn là hy vọng xa vời. Tiểu hữu, rất nhiều truyền âm hỗn tạp truyền tới, nếu không phải là tinh thần lực của Tô Tiểu Bạch Cường Đại chưa từng có, sợ rằng sẽ phải tại chỗ ngất đi mặc dù tô tiểu bạch rất muốn tìm hiểu các loại đại thánh thánh tộc nhập thánh rốt cuộc là có ý gì nhưng bây giờ quá nhiều người chú ý hắn vì để tránh cho phiền toái tô tiểu bạch quả quyết lựa chọn tiến vào trạng thái ẩn đi tất cả âm thanh cũng lần nữa tiến vào bên trong hư vọng chi tháp hô vừa tiến vào hư vọng chi tháp cuối cùng lỗ tai của hắn hoàn toàn thanh tịnh không ít truyền thừa võ đế thì ra qua cửa hư vọng chi tháp thoải mái như vậy, khen thưởng phong phú đến mức độ như vậy. Xem ra chờ sau khi ta đạt tới cấp siêu phàm, tiến vào thái hư thành, cũng phải nhanh chóng vượt qua cửu thập cửu trọng sơn cùng tam thập tam trọng thiên. Nếu là có thể đạt được mấy cái võ đế truyền thừa, ta coi như phát tài. Tô Tiểu Bạch tuyết miệng cười một tiếng. Thu hoạch một lần này, có thể nói là siêu cấp to lớn. Không chỉ có lấy được nhiều công pháp vương cấp, hoàng cấp, thực lực đại tăng, còn chiếm được truyền thừa của võ đế, thật là quá đã. Hơn nữa ta còn chưa nhận lấy hai bộ công pháp vương cấp khen thưởng, 700.000 điểm tu luyện cũng chưa kịp hối đoái. Phải đem những thứ này đều đổi đi ra trước. Toàn bộ hối đoái thành công, ta liền có thể hợp thành công pháp thánh cấp, cho đến lúc đó. Trong mắt tô tiểu bạch lóe lên ý hưng phấn. Công pháp thánh cấp A. Một khi lĩnh ngộ, thực lực của hắn đâu chỉ là cấp Á Hoàng như bây giờ coi như là chém chết nhất nguyên võ hoàng đều căn bản không phải nói chơi. Nguy cơ từ tư ô tộc kia, đối với hắn mà nói lại cũng không thành vấn đề. Nói làm liền làm. Tô Tiểu Bạch nhanh chóng lựa chọn 8 bộ công pháp vương cấp. Hắn cố ý lưu lại 100.000 điểm tu luyện, giao dịch cùng thông thiên cát, đổi lấy 1 triệu 100.000 nguyên thạch hạ phẩm. Tuy nói 8 bộ công pháp này là cái gì, Tô Tiểu Bạch đã không thèm để ý nhưng tuân theo đạo lý thực lực có thể tăng thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu tô tiểu bạch vẫn là toàn bộ lựa chọn công pháp rèn thể kỹ năng bị động loại công pháp rèn thể kỹ năng bị động này bất kể tô tiểu bạch thi triển hay không chỉ cần một chớp mắt khi tu luyện thành công đều có thể đề thăng thực lực trên phạm vị lớn tăng lên phòng ngự thân thể tăng lên lực bộc phát lực lượng tăng lên độ nhanh nhẹn khi hành động tăng lên nói tóm lại chỉ cần sau khi thi triển công pháp có ích lợi gia trì thực lực cho Tô Tiểu Bạch, vậy đều ở trong phạm vi lựa chọn của hắn. Rất nhanh, 8 bộ công pháp đã xong. Hệ thống, hợp thành hai bộ công pháp hoàn cấp cho ta. Đinh. Hợp thành thành công, đạt được công pháp hoàn cấp vô Linh Lục Pháp cổ công. Đinh. Hợp thành thành công, đạt được công pháp hoàn cấp Quy Nhất Thanh quan Thần Điển. Hai bộ công pháp hoàn cấp đến đúng lúc, Tô Tiểu Bạch cũng không có tâm tư đi thưởng thức tỉ mỉ hai bộ công pháp hoàn cấp mới chiếm được này, trực tiếp bắt đầu lật xem ghi nhớ. Đợi sau khi hoàn toàn thuộc lòng, Tô Tiểu Bạch mới đem hai bộ công pháp này bỏ vào trong hố luyện công, một bên liền bắt đầu phân phó hệ thống tiến hành hợp thành. Ký chủ, hạn mức tối đa ngài có thể hợp thành chưa đủ, mời thăng cấp chức năng sau đó mới thử lại. Quyền hạn không đủ. Chân mày Tô Tiểu Bạch cao lại, ra nhìn một thoáng cấp bậc hiện tại của một khóa hợp thành, lúc này mới phát hiện thì ra một khóa hợp thành chỉ có cấp 7, vừa vặn chỉ có thể hợp thành vật phẩm hạ vị hoàng cấp. Công pháp hoàng cấp thuộc về hàng ngũ hoàng cấp, lúc này mới có tư cách hợp thành. Nhưng mà công pháp thánh cấp rõ ràng rất xa xôi, muốn có thể hợp thành công pháp thánh cấp, ít nhất cũng phải đem hệ thống hợp thành tăng thêm 4 cấp mới được. Ta vừa mới tìm thông thiên các đổi được 100.000 điểm tu luyện, cũng vẹn vẹn chỉ đổi được 1 triệu 100.000 nguyên thạch hạ phẩm mà thôi. Muốn đem một khóa hợp thành tăng lên cấp 11, căn bản không đủ a. À. Tô Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một chút. Muốn có thể hợp thành công pháp thánh cấp, ít nhất phải để cho không gian một khóa hợp thành đạt tới cấp 11. Căn cứ tính toán của hắn, đạt tới cấp 11 cần phải tiêu hao 1 triệu tỷ linh tệ, cũng chính là hơn 10 triệu nguyên thạch hạ phẩm. Không được, ta phải thật tốt đi kiếm một lớp tiền. Không riêng gì thăng cấp một khóa hợp thành, còn có những chức năng khác của hệ thống cũng phải cùng nhau thăng lên. Hơn nữa ngoại trừ công pháp thánh cấp, kích lợi cường hóa mang tới cũng to lớn như vậy. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết hết thảy. Hệ thống, điều động cái bóng quét điểm tu luyện trong tầng 108 hư vọng chi tháp. Sau khi hiểu được thực tế nghèo khó, Tô Tiểu Bạch bắt đầu an bài đại kế kiếm tiền của hắn. Đầu tiên cần an bài, dĩ nhiên là treo máy quét điểm tu luyện trong hư vọng chi tháp, đây chính là con đường tài nguyên to lớn, mỗi ngày chí ít thì kiếm mấy triệu nguyên thạch hạ phẩm không thành vấn đề. Cái bóng không cách nào điều động đến địa điểm chỉ định, mời ký chủ chọn tọa độ điều động khác. Nhưng mà phản hồi của hệ thống lại để cho Tô Tiểu Bạch ngẩn ra. Không thể điều động sao? Hắn thử nghiệm kết nối hư vọng, lần nữa tiến vào tầng 108. Ngài đã toàn bộ qua cửa tầng 108, xin ngài nhanh chóng tăng cảnh giới lên, sau khi đạt được cấp siêu phàm, có thể mở ra quyền hạn mới. Thanh âm nhắc nhở của hư vọng truyền tới. Thật sao? Qua cửa tầng 108, trực tiếp đem con đường kiếm tiền của mình đánh mất rồi. Tô Tiểu Bạch lường nguyết một cái. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ít nhất võ đế truyền thừa tới tay. Chỉ cần Tô Tiểu Bạch theo thông tin trên chiếc ngọc vỡ đi tới là có thể trực tiếp mở ra võ đế truyền thừa, lấy được tất cả trân bảo bên trong. Những thứ trân bảo này rõ ràng so với con đường kiếm tiền này lớn hơn nhiều lắm huống chi chờ sau khi tô tiểu bạch đạt tới cấp siêu phàm lập tức liền có thể đi thái hư thành khiêu chiến một chút cái gọi là cửu thập cửu trọng sơn cùng với tam thập tam trọng thiên đến lúc đó điểm tu luyện còn không phải là kiếm bộn nhưng truyền thừa của võ đế tô tiểu bạch nhất định là chưa đi được hạo hãng vực khổng lồ như vậy ngọc vỡ chỉ có một phương hướng đại khái chút thời gian tìm kiếm căn bản không thể giải quyết Bây giờ tư ô tộc sắp xâm lấn, tô tiểu bạch nơi nào còn có thời gian đi tìm. Rời đi hư vọng trước, đến trong những thánh thành hung hăng càng quét một lớp lớn. Một khóa luyện đan, một khóa rèn đúc, một khóa hợp thành của ta. Các ngươi hết thảy cũng có thể phát huy được tác dụng. Khóe miệng tô tiểu bạch nhếch lên, trực tiếp rời mạng. Tính ra, đây là lần đầu tiên hắn chủ động rời mạng. Hai lần trước đó, đều là bị chiến tranh cắt đứt. Sau khi hắn rời mạng, Nhóm thánh cấp trong tân sinh chi thành rõ ràng đều nhận được tin tức, từng người đều rời khỏi tân sinh chi thành. Ngay sau đó cấp võ hoàng cũng nhao nhao rời đi, nhưng người vây xem quanh hư vọng chi tháp ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều hô bằng gọi hữu, hâm mộ tiếng tâm mà tới, chỉ vì liếc mắt nhìn bảng xếp hạng tầng 107 và 108 kia. Đinh vô Linh lục pháp cổ công đạt tới cao cấp nhất. Đinh Quy nhất thanh quan thần điển đạt tới cao cấp nhất. Ngay khi ý thức của Tô Tiểu Bạch mới từ trong hư vọng thoát ra, trong nháy mắt khi trở lại thực tế, trên người hắn chợt tóe ra một cổ khí tức mênh mông như vực sâu. Bên trong chu vi ngàn vạn dặm, tất cả sinh linh trong tòa thánh thành đều cảm nhận được chấn động từ cổ khí tức này. Người mạnh một chút, chẳng qua là rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về vị trí chi nhánh hư vọng. Người nhỏ yếu một chút, tâm thần run rẩy dữ dội, cả người phát run. Người nhỏ yếu hơn một chút nữa, càng là nằm rạp tại chỗ trên mặt đất, hướng vị trí của Tô Tiểu Bạch, liên tục dập đầu. Đây là khí tức cấp võ hoàng thứ thiệt. Có người đột phá thành võ hoàng. Nào ngờ, Tô Tiểu Bạch căn bản không phải là đột phá cảnh giới đến cấp võ hoàng. Mà là hai bộ công pháp học xong, khiến cho thực lực của hắn lần nữa sinh ra bay vọt về chất, cấp độ sống càng là đột phá những gông cùng xiền xích của cấp Á Hoàng, đạt tới tầng thứ cấp nhất nguyên võ hoàng. Trong phòng tu luyện, thân thể tô tiểu bạch giống như một khỏa mặt trời màu xanh tản ra ánh sáng lóe loẹt cực kỳ chói mắt sau khi hắn hoàn toàn tiêu hóa xong thông tin hai bộ công pháp hoàng cấp mang đến lúc này vần sáng màu xanh trên người mới từ từ tiêu tan mất đi hắn cũng mở hai mắt ra ánh mắt như ngôi sao thâm thúy nhìn không thấy đấy nhân loại tô tiểu bạch cảnh giới đẳng cấp võ soái á thần lực lượng đẳng cấp cấp nhất nguyên võ hoàng sức chịu đựng đẳng cấp cấp nhất nguyên võ hoàng nhanh nhẹn đẳng cấp cấp nhất nguyên võ hoàng tư chất tu luyện đỉnh tim tinh thần cầu đẳng cấp cấp võ vương nắm giữ công pháp vô tung tác mệnh điển cao cấp nhất bác hoang long linh phổ cao cấp nhất kim tàm vô vọng huyền phổ cao cấp nhất vũ linh lục pháp cổ công cao cấp nhất quy nhất thanh quan thần điển cao cấp nhất về sau chỉ biểu hiện công pháp hoàng cấp trở lên công pháp còn lại giảng lược đã giải tỏa chức năng hệ thống một khóa tu luyện cấp 25, một khóa luyện công cấp 25, tự động đánh quái cấp 19, một khóa luyện đan cấp 15, một khóa thu thập cấp 14, một khóa rèn đúc cấp 10, một khóa lấy quặng cấp 11, một khóa cường hóa cấp 10, một khóa hợp thành cấp 7. Toàn diện cấp nhất nguyên võ hoàng. Bây giờ ta đã hoàn toàn có thực lực sánh vai cùng La vực. Nếu là lại sử dụng bùng nổ huyết khí cùng với rất nhiều loại thủ đoạn khác mà nói la vực cũng không phải là đối thủ của ta trong mắt tô tiểu bạch bùng lên ánh sao hiển nhiên từ giờ phút này bắt đầu chí cường giả của nhân loại đã đổi chủ tô tiểu bạch bất ngờ trở thành đệ nhất nhân mạnh nhất của nhân loại địa cầu thậm chí nói không chút nào khoa trương hắn cũng đã trở thành đệ nhất nhân cấp siêu phàm trở xuống trong hạo hãng vực lấy cấp á siêu phàm vượt qua cấp siêu phàm cấp võ vương đạt tới cấp võ hoàng ước chừng ba cái đại cảnh giới Toàn bộ Hạo Hãn vực lại cũng không tìm ra một tên thiên kiêu thánh tử nào có khả năng chống lại sánh vai với Tô Tiểu Bạch. Cấp nhất nguyên võ hoàng. Còn chưa đủ. Người mạnh nhất của Tư Ô tộc, tồn tại sinh mạng cấp nhị nguyên võ hoàng, ta phải nhanh kiếm tiền. Bất kể như thế nào, cũng phải đem công pháp thánh cấp cầm được tới tay lại nói. Thánh thành. Nhưng mà ngàn vạn lần chớ để ta thất vọng a. À? Sau khi Tô Tiểu Bạch rời khỏi chi nhánh hư vọng, trực tiếp thẳng hướng tới thí huyết minh, lâu thượng lâu cùng với vân thiên cung trong thánh thành. Lợi nhuận còn lại trong tay hắn còn thừa lại 1 triệu 100 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, bắt đầu ở ba địa phương này trắng trợn quét sạch đủ loại tài liệu. Bởi vì tiền vốn có hạn, Tô Tiểu Bạch ngay từ đầu liền chọn con đường cao cấp. Đặc biệt mua tài liệu có thể chế tạo ra binh khí phẩm cấp cao. Tỷ như phương cấp binh khí. Trước mắt đẳng cấp binh khí cao nhất một khóa rèn đúc của Tô Tiểu Bạch có thể rèn được, là trung vị vương cấp binh khí. Ở Thí Huyết Minh, muốn mua một món trung vị vương khí là giá gấp 10 lần tài liệu rèn đúc. Nói cách khác, nếu như ngươi chỉ mua tài liệu chế tạo, chính mình chế tạo mà nói, một món binh khí giống vậy, so với giá cả Thí Huyết Minh bán ra tiện nghi gấp 10 lần. Nhưng cường giả bình thường cũng không am hiểu thuật rèn đúc binh khí biên thâm như vậy. Hơn nữa một bộ tài liệu rèn đúc, căn bản không thể thực hiện được, nói ít cũng phải phế đi 4 năm bộ tài liệu rèn đúc mới có thể chế tạo ra binh khí phẩm chất cùng thí huyết minh không sai biệt lắm nếu vận khí của ngươi kém hơn nữa nói không chừng có khi 10 bộ tài liệu rèn đúc tiêu hao hết mà ngươi ngay cả một món binh khí hoàn hảo cũng không có được thí huyết minh trực tiếp cung cấp thành phẩm bớt đi tiết kiệm sức lực hơn nữa danh tiếng của thí huyết minh luôn được bảo đảm vì vậy đại đa số các cường giả đều nguyện ý bỏ ra nhiều tiền hơn mua sắm trừ phi có cường giả muốn chế tác binh khí dành riêng cho mình thêm vào một ít trận pháp đặc biệt hoặc là khảm nạm bảo thạch tăng phúc mới có thể nguyện ý dùng tài liệu rèn đúc để thử mạo hiểm nhưng làm như vậy giá cao cần thiết phải bỏ ra thường thường đều so với mua thành phẩm càng nhiều tô tiểu bạch thì không giống vậy hắn nhưng mà không cần thành phẩm gì hắn muốn chính là những tài liệu rèn đúc kia tô tiểu bạch một hơi mua một đống tài liệu có thể rèn đúc trung vị vương khí hao tốn gần 300.000 nguyên thạch hạ phẩm. Mà sau khi được hắn trải qua một khóa rèn đúc, hết thảy chuyển hóa thành từng món trung vị vương khí hoàng mỹ, lại lấy giá cả 2 triệu nguyên thạch hạ phẩm, bán lại cho thí huyết minh. Trải qua trung gian mua bán một lần, Tô Tiểu Bạch liền rồng rã kiếm lời 1 triệu 700 000 nguyên thạch hạ phẩm. Cái tốc độ kiếm tiền này, quá chậm. Nhưng mà sau khi trải qua một vòng, Tô Tiểu Bạch căn bản coi thường cái tốc độ kiếm tiền khi rèn đúc linh binh này. Bởi vì thí huyết minh công khai ghi giá là chênh lệch gấp 10 lần, nhưng mà khi Tô Tiểu Bạch bán số lượng lớn cho thí huyết minh, thí huyết minh căn bản là không cách nào làm ra thu hồi chiếu theo giá gốc, nhất định đòi giảm giá. Dù sao cái gọi là chênh lệch giá gấp 10 lần kia là thí huyết minh định ra, nó yêu cầu lợi nhuận. Khi buôn bán tài liệu rèn đúc, kiếm của ngươi một lớp, bán binh khí thành phẩm, cũng kiếm của ngươi một lớp. Bây giờ ngươi muốn đem binh khí bán lại cho nó, nó cũng tương tự muốn ở bên trong kiếm một lớp cái gì gọi là không gian trá không thể kinh doanh đây chính là bạch hoàng đại nhân phẩm chất binh khí ngài rèn được quả thực quá hoàn mỹ gần như ra tay một cái liền trong nháy mắt bán hết sạch nếu như ngài nguyện ý thí huyết minh chúng ta sẵn lòng cùng ngài ký khế ước hợp tác lâu dài giá thu mua binh khí của ngài cũng sẽ tăng lên ba thành ngài thấy thế nào bạch hoàng là tô tiểu bạch lấy hoàng hiệu cho mình Giống như võ vương nhân loại trên địa cầu, xưng hô tô tiểu bạch là tô vương, mỗi một vị tồn tại cấp võ hoàng trở lên, đều có thể có danh hiệu hoàng cấp của chính mình. Sau khi trải qua một lần hợp tác, thái độ của Thí Huyết Minh đối với Tô Tiểu Bạch rõ ràng rất là thay đổi. Không chỉ có cho Tô Tiểu Bạch đặt quyền viếp hạch tâm trong Thí Huyết Minh, thậm chí còn muốn cùng Tô Tiểu Bạch ký kết khế ước hợp tác lâu dài. Không có cách nào, một thợ rèn có thể rèn đúc ra binh khí phẩm chất hoàng mỹ quả thực quá hiếm thấy giống như là luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàng mỹ vô luận đi tới đâu đều là tồn tại mọi người chạy theo như việc thí huyết minh tất nhiên sẽ không bỏ qua một nhân tài như thế chẳng qua là tô tiểu bạch đã nói ra chính mình có thế lực phía sau từ trước nhờ vậy thí huyết minh mới không có dùng mọi cách lôi kéo mà là lựa chọn phương thức hợp tác này nhưng mà tô tiểu bạch nơi nào còn để ý tiền rèn đúc kiếm được quả quyết từ chối khéo lời mời này trừ phi lúc nào hắn có thể đủ rèn đúc ra binh khí hoàn cấp đến lúc đó lợi nhuận mới chân chính nên đón một lớp tăng vọt lợi nhuận hắn thông qua một khóa rèn đúc kiếm được lúc đó mới có thể chân chính cùng một khóa luyện đang sánh bằng đương nhiên có thể rèn đúc trung vị vương khí tô tiểu bạch cũng không quên đem vô gian phá diệt trong tay mình thay đổi một chút trực tiếp đổi thành binh khí mới vô song xích luyện có trung vị vương khí gia trì thực lực tô tiểu bạch lại trong lúc vô tình tăng lên mấy phần rèn đúc không thể thực hiện được, Tô Tiểu Bạch trực tiếp liền chuyển hướng đan dược. Trước mắt phẩm cấp đan dược cao nhất Tô Tiểu Bạch có thể luyện chế là tứ giai hoàng phẩm. Hoàng phẩm đan dược ở trong thánh thành, thuộc về trạng thái hoàn toàn cung không đủ cầu, cơ bản bán ra một viên liền lập tức bị mua đi. Dù sao người mua trực tiếp của nó, đều là tồn tại cấp võ hoàng, căn bản không thiếu tiền, chỉ thiếu đan dược. Binh khí ngươi chỉ cần một món hoặc mấy món, có một cái để thay thế là được. Lâu dài đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng đang dược không giống vậy. Vô luận võ giả mạnh yếu hay không, chỉ cần còn không có đạt tới tầng thứ vô địch, cũng sẽ nguyện ý mang theo một ít đang dược kề bên người, hơn nữa càng nhiều càng tốt, không chút nào ngại nhiều. Tự nhiên mà vậy, tình huống này cũng tạo thành cục diện cung không đủ cầu trước mắt của Hoàng phẩm đang dược. Đây là dấu hiệu ta muốn phát tài a. Sau khi Tô Tiểu Bạch nhìn tới tình hình này, hưng phấn dị thường hắn không nói hai lời, trực tiếp đi vào lâu thượng lâu. Nhưng làm cho Tô Tiểu Bạch thất vọng là, lâu thượng lâu ở Phạm Nha Thánh Thành, chỉ có thể cung cấp phối phương đan dược cao cấp nhất là thượng vị thần phẩm. Phối phương của đan dược là vật quan trọng nhất để luyện đan. Không có phối phương đan dược, người căn bản ngay cả có tài liệu luyện đan cũng không có cách nào xuống tay, chớ nói chi là luyện đan. Vì vậy giá trị của nó lớn đến dọa người. Tô Tiểu Bạch rất muốn mua phối phương của đan dược hoàng phẩm tứ giai, nhưng loại phối phương đan dược đẳng cấp này, cơ bản đều nắm giữ trong tay mỗi cái tộc quần cường đại. Trừ phi Tô Tiểu Bạch có thể gia nhập vào trong những tộc quần này, trở thành tồn tại trụ cột, nếu không căn bản ngay cả nhìn cũng đừng hòng thấy. Nhưng mà cuối cùng Tô Tiểu Bạch vẫn là hao tốn cái giá đằng đẳng một triệu hạ phẩm nguyên thạch từ trong lâu thượng lâu mua được phối phương của thất bảo dung linh đan. Nếu không làm sao nói nghề luyện đang được ưa chuộng đây. Đan dược hoàng phẩm không phải người người đều ăn nổi. Đan dược vương phẩm cũng chỉ là một chút thế lực lớn, đại tộc quần giàu nước đố đổ vách mới có thể mua được. đều là coi như trân bảo. Thất bảo dung linh đan là một trong những đan dược thần phẩm có nhu cầu số lượng lớn nhất trên thị trường hiện tại. Từ cấp võ vương xuống đến linh cấp, số lượng nhu cầu thị trường cần lớn đến đáng sợ. Nó có thể ở thời gian vô cùng ngắn bổ sung lượng lớn linh khí hao tổn trong cơ thể nếu là ở trong chém giết không đủ linh khí, ăn vào một viên, lập tức linh khí có thể khôi phục hơn nữa, tiếp tục chém giết chiến đấu. Tuy nói đối với cấp võ hoàng mà nói, tác dụng của nó yếu đi không ít, nhưng mà vẫn có thể đưa tới hiệu quả nhất định. Không chỉ có như thế, nó còn có thể có tác dụng gia tốc vết thương khôi phục, cùng với tạm thời tăng phúc quy lực của linh khí. Điều này cũng mang ý nghĩa, trong một thời gian ngắn khi ăn vào thất bảo dung linh đan, quy lực chiêu thức ngươi thi triển ra so với trước kia cũng mạnh hơn một, hai thành. Cũng chính vì vậy, bây giờ giá cả một viên thượng vị thần phẩm thất bảo dung linh đan, ước chừng cao đến trên một triệu nguyên thạch hạ phẩm. Rất nhiều võ giả linh cấp, cùng với cấp siêu phàm, gần như đều coi thất bảo dung linh đan như là đang dược cứu mạng để ăn. Trong ngày thường căn bản không dám tùy tiện tiêu hao, chỉ có dưới tình huống hết sức bất đắc dĩ khi chém giết lẫn nhau, mới sẽ vô cùng đau lòng ăn một viên. Tình huống của cấp Võ Vương hơi tốt hơn một chút, Thất Bảo Dung Linh đang trong mắt cấp Võ Vương, cũng thuộc về đan dược cần thiết khi chém giết, tùy thân mang theo mười mấy viên, chỉ cần linh khí tiêu hao gần hết, lập tức bổ sung. Về phần đối với cấp Võ Hoàng mà nói, tác dụng của nó cũng không lớn, ăn thì không ngon vứt đi lại tiếc. Đến cái tầng thứ kia, càng nhiều hơn chính là lựa chọn đan dược Vương phẩm. Tô Tiểu Bạch đem tất cả nguyên thạch hạ phẩm trong tay, hết thảy dùng mua tài liệu luyện chế Thất Bảo Dung Linh đan. 2 triệu 800 ngàn nguyên thạch hạ phẩm đập vào. Cuối cùng mua được là đằng đẳng 14 phần tài liệu thất bảo dung linh đan. Hệ thống bắt đầu luyện đan. Trong mắt tô tiểu bạch tỏa sáng ánh sao. Đinh. Luyện đan thành công, đạt được thất bảo dung linh đan ít 24. Đinh. Luyện đan thành công, đạt được thất bảo dung linh đan ít 16. Đinh. Luyện đan thành công, đạt được thất bảo dung linh đan ít 24. Đinh Luyện đang thành công, đạt được thất bảo dung linh đang ít 32 Một khóa luyện đang đã đạt đến cấp 15 Bản thân liền kèm theo bấp số lượng ra lò gấp 8 lần Mỗi một phần vốn dĩ chỉ có thể luyện ra hai viên, 3 viên, 4 viên Nhưng mà sau khi trải qua bấp gia trì Trực tiếp bảo tăng nhiều tới 16 viên, 24 viên, 32 viên Đây gần như mang ý nghĩa Tài sản của Tô Tiểu Bạch đang lấy hơn trăm triệu nguyên thạch hạ phẩm làm đơn vị, điên cùng tăng vọt lại là một lớp ra lò số lượng tối đa thoải mái a theo một khóa luyện đang thông báo một lô lại một lô thất bảo dung linh đang mới ra lò tô tiểu bạch hết sức vui mừng tiền a cái này nhưng mà đều là vàng ròng bạch trắng tiền nhất là mỗi lần xuất hiện ra lò số lượng tối đa tô tiểu bạch cũng sẽ hưng phấn không thôi số lượng đang dược ra lò vẫn luôn là không ổn định cho dù một khóa luyện đang cũng giống vậy thời điểm thấp nhất một lò chỉ có thể ra một viên đan dược, nhưng mà trải qua bấp thêm gấp 8 lần, có thể đạt tới 8 viên. Mà thời điểm cao nhất, có thể đạt được tối đa 4 viên, ý nghĩa một lò có 32 viên, so với thời điểm thấp nhất nhiều hơn 24 viên. Hai cái nếu so sánh cùng, lợi nhuận liếc qua liền thấy ngay. Rất nhanh, 14 phần thất bảo dung linh đang toàn bộ không còn. Đổi lấy là suốt 348 viên thất bảo dung linh đang phẩm chất hoàng mỹ. Y theo giá trị trước mắt của thị trường, đây chính là đằng đẳng 350 triệu nguyên thạch hạ phẩm A. Nhiều đang dược như vậy, đi thị trường bán, có hơi phiền toái, vẫn là phải đi con đường lâu thượng lâu. Ít nhất bán được nhanh, không trễ nải thời gian. Thời gian của Tô Tiểu Bạch có hạn, hắn phải vội vàng đem nhóm thất bảo dung linh đang này bán đi, trực tiếp thu hồi vốn lẫn lãi, sau đó sẽ dùng số tiền này đi quét sạch càng nhiều tài liệu luyện đang hơn. Cái này cũng tương đương với tiền qua tay Tô Tiểu Bạch một lần, trong chốc lát sẽ biến thành đan dược, sau đó biến thành nhiều tiền hơn. Tuy nói giá cả của phía lâu thượng lâu xác thực khá hố hàng, thu mua với số lượng lớn như vậy, ra giá chắc chắn so với giá thị trường thấp hơn một mảng lớn, nhưng chỉ cần có thể kiếm lớn, ít một chút cũng không sao. Tiên sinh, chuyện này. Những đan dược này đều do chính ngài luyện sao? Bên trong phòng khách quý hạch tâm của lâu thượng lâu, sau khi giám đan sư cùng trợ thủ nhìn thấy thất bảo dung linh đang đầy bàn, ánh mắt đều khiếp sợ đến trợn tròn. Hắn kinh ngạc, không phải là số lượng đang dược, mà là phẩm chất. Giao dịch một lần bán hơn ngàn viên, mười ngàn viên, thậm chí trăm ngàn viên đang dược, hắn không phải là không có gặp qua. Nhưng là loại một hơi lấy ra một nhóm thất bảo dung linh đang, toàn bộ là phẩm chất hoàng mỹ, không có bất kỳ một viên nào có tí tẹo tì vết giống thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy trong nhiều năm như vậy. Tất bảo dung linh đang là đang dược thượng vị thần phẩm. Phẩm chất hoàng mỹ có bao nhiêu khó khăn cũng có thể tưởng tượng được. Có thể một hơi luyện chế ra nhiều như vậy, mỗi một viên đều hoàng mỹ không chút tì vết, đủ để chứng minh luyện đang sư luyện chế ra nó, phẩm cấp ít nhất từ hoàng cấp trở lên. Không sai, ra một cái giá đi. Tô Tiểu Bạch không có dư thừa nói nhảm, nhấp một miếng trà, trực tiếp nói. Một lát sau, giá cả đi ra tổng cộng là 348 viên thất bảo dung linh đan phẩm chất hoàng mỹ, dựa theo trước mắt bảy thành giá thị trường, mỗi một viên cho ngài coi như là 1 triệu 200 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, tổng cộng là 292 triệu 320 ngàn nguyên thạch hạ phẩm. Bạch Đại Sư, nếu như ngài chắc chắn muốn cùng chi nhánh lâu thượng lâu chúng ta đạt thành giao dịch, vậy từ giờ phút này trở đi ngài liền là khách quý hạch tâm của lâu thượng lâu chúng ta, chúng ta sẽ tính giá cho ngài dựa theo chính thành giá thị trường. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài cần phải mỗi tháng cung cấp cho chi nhánh lâu thượng lâu chúng ta số lượng đang dược giá trị cao tương ứng không biết ý ngài như thế nào người phụ trách chi nhánh lâu thượng lâu tự mình đi ra cung kính đối với tô tiểu bạch nói chính thành giá thị trường sao được không thành vấn đề mắt tô tiểu bạch sáng lên căn bản không chút do dự tại chỗ một lời đáp ứng bây giờ hắn muốn chính là hiệu suất bất kể bán cho ai cũng được chỉ cần có thể phản hồi cho hắn đầy đủ tiền, tất cả dễ nói. Thật tốt. Bạch đại sư, xin ngài chờ một chút, ta đây liền chuẩn bị cho ngài. Đúng rồi, Bạch đại sư, gần đây bởi vì liên quan đến chiến sự căng thẳng, lâu thượng lâu cần lượng lớn đang dược loại hình khôi phục cấp thần phẩm, hoàng phẩm, nếu như ngài có hàng tích trữ mà nói, có thể bán cho chúng ta, chúng ta nguyện ý dựa theo giá cấp 1.3 lần giá thị trường thu mua. Người phụ trách chi nhánh lâu thượng lâu nói, gấp 1.3 lần giá thị trường. Tô Tiểu Bạch nghe lời này, lập tức vui mừng trong lòng. Tin tức này tới kịp thời A. Thất bảo dung linh đang tối đa cũng chỉ dựa theo chính thành giá thị trường thu mua, nói rõ mặc dù được ưa chuộng, nhưng mà cũng không phải cần nhất trước mắt. Mà chiến sự đưa tới nhu cầu đang dược loại hình khôi phục gia tăng mãnh liệt, nói rõ không riêng gì lâu thượng lâu đang thu mua, các thế lực khác cũng đang thu mua với số lượng lớn, lúc này mới nguyện ý xuất ra một giá cả cao hơn giá thị trường quả nhiên sinh ra tranh giành mới kiếm lợi được nhiều nhất a à, thần phẩm trở lên đều thu sao hạ vị thần phẩm có thu không tô tiểu bạch đang nghe truyện trên tv audio cv hỏi thu chỉ cần thần phẩm trở lên đều thu người phụ trách chi nhánh vội vàng nói vậy là được rồi trong tay của ta vừa vặn có không ít hàng tích trữ chẳng qua hôm nay không mang trên tay, ngày mai rồi hãy nói. Tô Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Được được được, ngài lúc nào cũng có thể đến, lúc nào chúng ta cũng sẽ thu mua, ngài có bao nhiêu chúng ta muốn bấy nhiêu. Người phụ trách chi nhánh lâu thượng lâu mừng rỡ. Cầm lên giá cả chính thành, đổi lấy 375 triệu 840 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, Tô Tiểu Bạch trực tiếp rời đi lâu thượng lâu. Nhưng mà hắn không có lựa chọn tăng cấp chức năng hệ thống, mà là trực tiếp đi thị trường giao dịch tự do ở phụ cận hắn định dùng những nguyên thạch hạ phẩm này coi như tiền vốn lại một hơi điên cùng kiếm một món tiền lớn nếu không làm sao nói là thánh thành đây có đủ loại quy củ cùng với được trấn áp quản lý bởi lực lượng cường đại căn bản không ai dám làm bậy vì vậy toàn bộ thị trường giao dịch tự do đặc biệt sôi nổi so với lâu thượng lâu thí huyết minh hay là vân thiên cung còn phải náo nhiệt hơn rất nhiều Tốn đến gần nửa giờ, Tô Tiểu Bạch cuối cùng từ bên trong thị trường giao dịch tự do mênh mông, tiêu tốn suốt 50 triệu nguyên thạch hạ phẩm, mua được chừng mấy tờ phối phương đang dược loại hình khôi phục cấp thần phẩm. Trong này có cấp thượng vị thần phẩm, trung vị thần phẩm, cũng có hạ vị thần phẩm. Ngược lại đều cùng đang dược loại hình khôi phục có liên quan. Không riêng gì bản thân đang dược khang hiếm, ngay cả phối phương đều trở nên khang hiếm. Nếu như ta đem những phối phương này bán qua tay một lần, tùy tùy tiện tiện cũng có thể kiếm không ít tiền a à. thông tin từ phối phương cũng giống như thông tin của công pháp một hơi là có thể nhớ tùy tùy tiện tiện là có thể truyền ra ngoài chẳng qua là đồ chơi này giá trị quá cao không người nguyện ý truyền đi bừa bãi hơn nữa truyền đi ý nghĩa cũng không lớn chỉ có luyện đan sư coi trọng thứ này võ giả bình thường biết cách điều chế cũng không làm nên chuyện gì cầm được phối phương đang dược tô tiểu bạch trước tiên kiểm tra sau khi xác định không có vấn đề Hắn bắt đầu ở thị trường giao dịch tự do quét sạch một lớp. Chỉ cần tài liệu luyện đang có liên quan tới đang dược loại hình khôi phục, hắn hết thảy thu mua một lần. Dù là giá cả đắt hơn 1.2 lần hoặc là 1.5 lần so với giá thị trường, Tô Tiểu Bạch đều không chút do dự trực tiếp bắt lại. Ngay cả một ít tài liệu luyện đang cấp tương đối thấp, Tô Tiểu Bạch cũng đều thu sạch không bỏ sót. Đối với người khác mà nói, những tài liệu luyện đang cấp thấp này, đích xác là có thể luyện chế đang dược loại hình khôi phục nhưng mà phẩm cấp quá thấp không người để ý mua căn bản là lãng phí tiền nhưng đối với tô tiểu bạch thì không giống vậy hắn có thần khí hách một khóa hợp thành trong tay cho dù là tài liệu cấp thấp nhất cũng có thể trực tiếp hợp thành đến cao cấp tài liệu luyện đan khi hợp thành cùng với công pháp đạt được ngẫu nhiên có quy luật khác nhau giống như là châu tâm thảo bốn nhánh châu tâm thảo giống nhau như đúc cùng phẩm cấp có thể trực tiếp hợp thành ra một nhánh châu tâm huyết thảo phẩm cấp cao hơn Tiếp tục hướng lên trên, cũng sẽ hợp thành ra loại hình cùng loại, cũng có thể làm tài liệu luyện chế đang dược loại hình khôi phục. Vì vậy tô tiểu bạch một hơi quét sách lượng lớn tài liệu luyện đang cấp độ thấp nhất. Có bao nhiêu nhánh phong hỏa yêu hoa này? 3.000 nhánh sao? Ta muốn hết. Phi vân kỳ nhũ có 600kg sao? Số lượng đúng là không ít, ta muốn. Thú tâm du mới có 150kg, có hơi ít a à? Mua mua lần sau nhớ lấy ra nhiều hơn chút. Tô Tiểu Bạch không chút nào nương tay. 370 triệu nguyên thạch hạ phẩm, hoàn toàn đủ cho hắn tùy ý phung phí. Đương nhiên, ngoại trừ tài liệu cấp thấp, tài liệu trung đẳng, cùng với tài liệu phẩm cấp cao hắn cũng không có bỏ qua. Phàm là có liên quan cùng đang dược loại hình khôi phục, hết thảy đều mua. Ngay tại sau khi hắn tốn suốt 300 triệu nguyên thạch hạ phẩm, tài liệu trong tay Tô Tiểu Bạch đã nhiều đến mức dọa người bắt đầu luyện chế. Tô Tiểu Bạch lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bạch lần nữa tiến vào phòng khách quý hạch tâm của Lâu Thượng Lâu. Khi hắn đem một mai không gian giới chỉ giao cho người phụ trách chi nhánh. Người phụ trách chi nhánh vẻn vẹn vẻ chỉ nhìn một cái, một đôi mắt liền trợn tròn, trố mắt nghẹn hồng, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Bạch giống như là gặp ma. Chỉ thấy bên trong cái không gian giới chỉ này, chứa đầy đang dược loại hình khôi phục từ hạ vị thần phẩm đến thượng vị thần phẩm. Khẽ đếm sơ qua, số lượng ít nhất nhiều hơn 10.000 viên. Hơn nữa mấu chốt nhất là tất cả đang dược, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phẩm chất hoàng mỹ. Cuối cùng, giá cả hơn 10.000 viên đang dược đi ra. Đằng đẳng 15 tỷ 600 triệu viên nguyên thạch hạ phẩm. 15 tỷ 600 triệu nguyên thạch hạ phẩm. Ý nghĩa Tô Tiểu Bạch vẻn vẹn chẳng qua là đem tài liệu luyện đang giá 300 triệu, sau khi trải qua một đêm luyện chế, qua tay một cái, lợi nhuận liền lật suốt 52 lần. Loại tốc độ kiếm tiền này, coi như là cấp võ hoàng cũng nhìn mà than thở. Trước cuộc có thể thật tốt đem những chức năng của hệ thống đều thăng cấp một lần. Có tiền, Tô Tiểu Bạch sáng tay áo lên, đã không kịp chờ đợi muốn làm một vố lớn. Trước đó nhiều lần hắn lấy được tiền, chết no cũng đủ để thăng mấy cấp mà thôi. Rất nhiều chức năng chỉ có thể thăng một cấp hai cấp liền hết tiền. Bây giờ có đằng đẳng 15 tỷ 600 triệu nguyên thạch hạ phẩm, tương đương với 1.56 tỷ tỷ linh tệ. Có thể tưởng tượng được lần này Tô Tiểu Bạch có thể làm ra đại sự như thế nào. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Tô Tiểu Bạch quả quyết nói, cái khác không nói nhiều, trước tiên đem một khóa hợp thành tăng lên tới cấp 11. Ký chủ, Nhận thấy hiện nay con số số tiền tiêu hao khi đề thăng đẳng cấp chức năng quá cao, có lựa chọn thay đổi thành nguyên thạch hạ phẩm làm đơn vị tiêu hao hay không? Hệ thống hỏi. Thay đổi. Tiếng nói của Tô Tiểu Bạch vừa dứt, lập tức không gian một khóa hợp thành bắt đầu thăng cấp. Khấu trừ 70.000 hạ phẩm nguyên thạch, một khóa hợp thành không gian tăng lên đến cấp 8, hạng mức đẳng cấp tối đa có thể hợp thành tăng lên đến trung vị hoàng cấp. Khấu trừ 430.000 hạ phẩm nguyên thạch, một khóa hợp thành không gian tăng lên đến cấp 9, hạn mức đẳng cấp tối đa có thể hợp thành tăng lên đến thượng vị hoàn cấp. Khấu trừ 2 triệu 580 ngàn hạ phẩm nguyên thạch, một khóa hợp thành không gian tăng lên đến cấp 10, hạn mức đẳng cấp tối đa có thể hợp thành tăng lên đến đỉnh tim hoàn cấp. Khấu trừ 15 triệu 470 ngàn hạ phẩm nguyên thạch, một khóa hợp thành không gian tăng lên đến cấp 11, hạn mức đẳng cấp tối đa có thể hợp thành tăng lên đến hạ vị thánh cấp. Đinh, một khóa hợp thành không gian tăng lên tới cấp 10, mở khóa chức năng mới ngoài định mức, không gia trì. Không gia trì, quá trình hợp thành không phải đợi thời gian, có thể trực tiếp hợp thành. Chức năng mới vừa ra, ánh mắt Tô Tiểu Bạch liền sáng lên. Không gia trì thời gian. Cái này tốt a. À. Phải biết ngày hôm qua vì hợp thành những tài liệu kia, nhưng là hao phí thời gian không ít. Cho tới bây giờ đều vẫn còn một nhóm lớn tài liệu cấp thấp ở trong càng khôn không gian của Tô Tiểu Bạch chưa hợp thành đi ra. Bây giờ hủy bỏ thời gia trì của thanh tiến độ bảy màu, ý nghĩa hiệu suất hợp thành của hắn sẽ tăng mạnh. Hệ thống, hợp thành một bộ công pháp thánh cấp cho ta. Một khóa hợp thành đạt tới cấp 11, Tô Tiểu Bạch lập tức phân phó nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm được mùi vị của công pháp thánh cấp. Chỉ thấy sau khi bốn bộ công pháp hoàn cấp bị bỏ vào trong lô đỉnh máy móc, theo một đạo ánh sáng nở rộ ra không còn có thanh tiến độ chạy dần cũng không có chờ đợi dư thừa hợp thành trực tiếp kết thúc đinh hợp thành thành công đạt được công pháp thánh cấp nhật nguyệt thôn thiên thể công pháp rèn thể thánh cấp thấy tên của công pháp thánh cấp này hai mắt tô tiểu bạch lập tức sáng lên hắn không nói hai lời quả quyết bỏ vào trong hố luyện công nhưng mà hắn phát hiện một ít khác thường ngày trước khi hắn bỏ vào công pháp lấy được từ trong hư võng cái bóng luyện công gần như cũng sẽ không động đậy mà là ngồi xếp bằng tại chỗ chờ đợi chốc lát là công pháp có thể thẳng tới cao cấp nhất nhưng mà lần này lại khôi phục như trước kia cái bóng lại đang nhanh chóng diễn luyện lấy bộ công pháp này hệ thống bộ công pháp thánh cấp này không thể trực tiếp tới cao cấp nhất sao tô tiểu bạch nhíu mày đúng vậy ký chủ Bộ công pháp thánh cấp này yêu cầu 4.000 ngày mới có thể đạt tới giai đoạn sơ cấp. Cái gì? 4.000 ngày. Suýt chút nữa tô tiểu bạch liền đem con ngươi trừng ra ngoài. 4.000 ngày là khái niệm gì? Trước mắt tốc độ không gian một khóa luyện công cao đến 33 triệu 550 ngàn, ý nghĩa một khóa luyện công một ngày, tương đương với người bình thường ngày đêm không nghỉ luyện công đến 90.000 năm. 4.000 ngày, đây chẳng phải chính là 300 triệu 6.000 năm. Hơn nửa 300 triệu sáu ngàn năm này, còn vẹn vẹn chẳng qua là đem bộ công pháp thánh cấp này tu luyện tới sơ cấp mà thôi. Cái này nếu muốn đạt tới cao cấp nhất, vậy phải mất bao lâu? Nhưng mà, đồ chơi này là công pháp thánh cấp, làm không tốt thật đúng là cần lâu như vậy. Tô Tiểu Bạch nghĩ lại, dường như lại cảm thấy có chút đạo lý. Cơ bản sau khi đến cấp siêu phàm, tầng thứ sinh mệnh thay đổi, tuổi thọ cũng đã vượt quá mức bình thường nếu không làm sao la vực lại có thể sống hơn ngàn năm đến cấp võ vương tuổi thọ dài hơn chỉ từ công pháp là có thể nhìn ra công pháp vương cấp bình thường đặt ở trên người cấp võ vương ngộ tính bình thường sợ rằng không có mấy vạn năm cũng đừng nghĩ nắm giữ từ một điểm này mà nói la vực đã có thể xem là cực kỳ ưu tú nói thế nào hắn cũng nắm giữ hai bộ công pháp vương cấp về phần cấp võ hoàng không thể nghi ngờ tuổi thọ thật dài đồng thời độ khó khi muốn tu luyện công pháp hoàng cấp cũng càng là vượt quá bình thường. Mà công pháp thánh cấp, không cần nghĩ, thời gian tất nhiên càng rất dài. Thậm chí coi như là bản thân những nhân vật thánh cấp kia, hao hết cả đời đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ được một bộ công pháp thánh cấp. Bởi vậy cũng có thể hiểu được, tại sao đến tận bây giờ, nhiều thiên kiêu thánh tử như vậy đều vẻn vẹn dừng lại ở tầng 105 hư vọng chi tháp. Quả thực không phải bọn hắn không đủ cố gắng, mà càng về sau thật sự càng biến thái Bọn hắn căn bản không giải quyết được A à. Mặc dù tô tiểu bạch có thể thành công Nhưng thuần túy cũng là bởi vì có thần khí hách của không gian một khóa luyện công Cùng với tính đặc thù của công pháp hư vọng cung cấp Lúc này mới có thể nửa phút nắm giữ đủ loại công pháp Nhưng rất là đáng tiếc Hư vọng không cung cấp công pháp thánh cấp Ý nghĩa tô tiểu bạch không cách nào lại giống như trước kia Mấy phút liền hoàn toàn lĩnh ngộ một bộ công pháp 4.000 ngày vậy thì thế nào? Chờ ta một hơi đem không gian một khóa luyện công lên tới cấp 50, ta cũng không tin chỉ là một bộ công pháp thánh cấp, có thể ngăn được ta. Ánh mắt Tô Tiểu Bạch kiên định, hào khí ngất trời. Công pháp thánh cấp đối với hắn có ích lợi to lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Một khi bộ công pháp thánh cấp này luyện thành, vậy thì thực lực Tô Tiểu Bạch sẽ nên đón một lần biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước quả thực nghèo, không có tiền nhưng mà lần này khác rồi. Hắn không có thứ gì, chỉ có tiền. 4.000 ngày đúng không? Vậy thì dùng tiền đập ngươi một ngày mát cấp. Hệ thống, thăng cấp một khóa luyện công không gian cho ta. Tô Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh. Khấu trừ 60.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện công không gian lên tới cấp 26, không gian lưu tốc từ 33.550.000 lần tăng lên tới 67.100.000 lần. Khấu trừ 130.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện công không gian lên tới cấp 27, không gian lưu tốc từ 67.100.000 lần tăng lên tới 134 triệu lần. Khấu trừ 260.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện công không gian lên tới cấp 28, không gian lưu tốc từ 134 triệu lần tăng lên tới 268 triệu lần. Khấu trừ 1 tỷ 100 triệu nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện công không gian lên tới cấp 40, không gian lưu tốt từ 549 tỷ 870 triệu lần tăng lên tới 1.100 tỷ lần. Đinh Một khóa luyện công không gian tăng lên cấp 40, mở khóa năng lực mới ngoài định mức, bác sinh. Bác sinh, có thể đồng thời tu luyện 8 bộ công pháp. Đến đây, Tô Tiểu Bạch cũng không lại tiếp tục tăng lên. Một hơi đem một khóa luyện công không gian từ cấp 25 đến cấp 40, tuy nói tiêu tốn cũng không nhiều, nhưng lại đủ để chứng minh khí phách của Tô Tiểu Bạch. Hệ thống, nói cho ta biết, bây giờ bộ công pháp thánh cấp này đạt tới sơ cấp cần thời gian bao lâu? Chỉ cần 3 giờ. Nghe được trả lời từ hệ thống, Tô Tiểu Bạch lập tức hài lòng. 3 giờ, còn có thể chấp nhận được. Về phần tăng lên nữa, Tô Tiểu Bạch chuẩn bị chờ một chút đã. Chờ khi nào lại kiếm thêm một lớp, trở lại luyện chế một lần, bây giờ hắn còn phải giữ lại tiền thừa đi thăng cấp những chức năng khác. Dù sao cũng phải cùng sủng hạnh, đúng không? bây giờ ta còn dư lại 13 tỷ 200 triệu. Một khóa tu luyện cũng có thể cùng nhau tăng lên. Tô Tiểu Bạch trước đó cũng không thăng cấp một khóa tu luyện, còn phải lợi dụng một khóa truyền công để tiến hành áp chế đẳng cấp, thuần túy là vì sông hư vọng chi tháp mà thôi. Nhưng bây giờ mục đích đã đạt tới, đẳng cấp cảnh giới không quan trọng nữa, hắn muốn chính là toàn diện tăng phúc thực lực, điên cùng tăng vọt. Hơn nữa một khóa tu luyện, quan hệ đến, không chỉ là cảnh giới võ đạo, mà còn có cảnh giới tinh thần niệm sư phải biết càng về sau đẳng cấp cảnh giới càng khó mà tăng lên trước mắt tô tiểu bạch còn thuộc về cấp á siêu phàm muốn thăng cấp tùy tùy tiện tiện phải chờ mấy ngày mới giải quyết được nhưng đã đến cấp siêu phàm cấp võ vương thậm chí cấp võ hoàng sau đó độ khó sẽ càng tăng cao vì vậy tô tiểu bạch nhất định phải sớm phòng ngừa chu đáo đem một khóa tu luyện không gian chuẩn bị xong đến lúc đó chỉ cần hắn nguyện ý nửa phút là có thể đem đẳng cấp cảnh giới điên cùng tăng vọt. Khấu trừ 36.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa tu luyện không gian tăng tới cấp 26, không gian lưu tốc từ 270 triệu lần tăng lên tới 540 triệu lần. Khấu trừ 72.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa tu luyện không gian tăng tới cấp 27, không gian lưu tốc từ 540 triệu lần tăng lên tới 1 tỷ 80 triệu lần. Khấu trừ 144.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa tu luyện không gian tăng tới cấp 28, không gian lưu tốc từ 1 tỷ 80 triệu lần tăng lên tới 2 tỷ 160 triệu lần. Khấu trừ 550 triệu nguyên thạch hạ phẩm, một khóa tu luyện không gian tăng tới cấp 40, không gian lưu tốc từ 4.400 tỷ lần tăng lên tới 8.800 tỷ lần. Đinh Một khóa luyện công không gian tăng tới cấp 30, mở khóa năng lực mới ngoài định mức, một khóa hạn chế. Một khóa hạn chế, tu vi lấy được trong một khóa tu luyện không gian, có thể tiến hành chứa đựng không giới hạn, sau khi chủ động nhấn thăng cấp, lập tức trực tiếp tăng lên đẳng cấp cảnh giới. Đinh. Một khóa tu luyện không gian tăng tới cấp 35, mở khóa năng lực mới ngoài định mức, đệ nhất pháp tắc. Đệ nhất pháp tắc, một khóa tu luyện không gian thêm vào cảm ngộ thiên địa pháp tắc, có thể chọn lấy một đạo pháp tắc thiên địa tiến hành cảm ngộ. Đinh. Một khóa tu luyện không gian đạt tới cấp 40, mở khóa năng lực mới ngoài định mức, đệ nhị pháp tắc. Đệ nhị pháp tắc có thể đồng thời cảm ngộ hai đạo thiên địa pháp tắc trời ơi khi tô tiểu bạch thấy nhắc nhở kia của hệ thống ánh mắt thoáng cái trận thật lớn một khóa tu luyện lại đem cảm ngộ thiên địa pháp tắc cũng gia nhập vào bên trong cảm ngộ thiên địa pháp tắc một điểm này tô tiểu bạch đã từng nghe la vực nói qua la vực từng nói sau khi đạt tới cấp võ hoàng muốn tăng một đẳng cấp cảnh giới đều phải kèm theo một đạo thiên địa pháp tắc đạt tới tầng thứ tương ứng mới có thể tiếp tục tinh tiến lựa chọn của la vực là pháp tắc kim hệ bởi vì đến tận bây giờ hắn tu luyện pháp tắc kim hệ vẫn thuộc về cấp ngũ nguyên võ vương từ đầu đến cuối khó mà đột phá đến cấp nhất nguyên võ hoàng cho nên hắn cũng không cách nào đột phá đến cấp nhị nguyên võ hoàng sau khi đạt tới nhị nguyên võ hoàng lại phải lựa chọn đạo thiên địa pháp tắc thứ hai tiến hành tu luyện vì vậy nếu như ngươi muốn một mực hướng lên trên đạt đến thánh cấp vậy ngươi ít nhất phải nắm giữ sáu đạo pháp tắc thiên địa đạt tới đẳng cấp bán thánh Lúc đó Tô Tiểu Bạch cảm giác được khoảng cách của mình với cái này quá xa xôi, nên cũng không quá lưu ý. Hơn nữa hắn rõ ràng cũng có thể từ trong công pháp vương cấp, cùng với công pháp hoàng cấp, cảm nhận được tồn tại có quan hệ cùng thiên địa pháp tắc. Cái loại thể nghiệm khống chế thiên địa, để cho lực lượng thiên địa mặc cho chính mình tùy ý điều khiển này, thật là không gì sánh kịp. Tô Tiểu Bạch vốn định chỉ bằng cậy vào một cổ mang lực. Gắn gượng cố gắng đem thiên địa pháp tắc mà công pháp gia trì mang tới, đột phá cảnh giới võ hoàng. Một cách làm này cũng không phải là không thể được, chẳng qua là người khác lĩnh ngộ một bộ công pháp đều khó khăn, chớ nói chi là chừng mấy bộ công pháp. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một khóa tu luyện mang đến cho mình kinh hỷ lớn như vậy, trực tiếp gia nhập cơ chế cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nói như vậy, chẳng phải ta có thể nắm giữ rất nhiều thiên địa pháp tắc sao? Ánh mắt tô tiểu bạch sáng lên. Người khác cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đó là do không có cách nào khác, Muốn thăng cấp, muốn đột phá, muốn đi tới cảnh giới cao hơn, phải lựa chọn một đạo thiên địa pháp tắc để cảm ngộ. Mà gian nan trong đó, cần muốn tốn hao thời gian, tinh lực, tâm huyết cùng với đủ loại tài nguyên, vân vân, đều là vượt quá tưởng tượng. Cho nên cảm ngộ một đạo pháp tắc thiên địa đều vô cùng khó khăn. Giống như là La Vực. Ngộ tính của hắn có thể nói là nghịch thiên, nhưng đến tận bây giờ vẫn bị vây ở trên thiên địa pháp tắc, không cách nào tiếp tục tinh tiến. Đủ để chứng minh muốn cảm ngộ một đạo thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh có bao nhiêu khó khăn. Nhưng cũng chính vì hắn đối với cảm ngộ pháp tắc thiên địa đầy đủ sâu sắc, cho nên có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, cắt cao kiềm chế tư ô tộc. Tô tiểu Bạch càng lợi hại hơn. Không cần chính mình phí tâm phí sức đi cảm ngộ, toàn bộ giao cho không gian một khóa tu luyện là được. Hơn nữa người khác chỉ có thể chăm chỉ cảm ngộ một đạo pháp tắc thiên địa, hắn có thể đồng thời cảm ngộ hai đạo liền hỏi ngươi có tức hay không? Làm không tốt theo đẳng cấp không gian một khóa tu luyện tăng lên, càng về sau hắn có thể tiếp tục cảm ngộ đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tự nhiên mà vậy, chờ sau khi Tô Tiểu Bạch muốn đánh vào thánh cấp, sợ rằng trên người sẽ không đơn giản dừng ở sáu đạo pháp tắc thiên địa như vậy, trực tiếp chính là từ sáu mươi đạo khởi bước. Quả nhiên mở hách liền lập tức thoải mái, một mực mở hách một mực thoải mái a. À. Thần khí này mở ra, ngay cả chính ta đều có chút ngượng ngùng nhưng mà không có cách nào ai bảo ta chính là trâu bò như thế đây tô tiểu bạch không nhịn được cười một tiếng hệ thống có bao nhiêu đạo thiên địa pháp tắc ký chủ thiên địa pháp tắc tổng cộng có 300 đạo xin ngài tự do lựa chọn thiên địa pháp tắc ngài muốn cảm ngộ theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới trong không gian một khóa tu luyện lập tức bắn ra một cái danh sách phía trên bất ngờ sắp xếp đằng đẳng 300 đạo pháp tắc thiên địa từ pháp tắc ngũ hành cơ bản nhất, kim hệ pháp tắc, một hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc, mọi thứ đều đủ. Sau đó là một ít pháp tắc thuộc tính, phong hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc, băng hệ pháp tắc, vân vân. Ngay cả hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, các loại hết thảy đều có. Nhưng mà tương đối tiếc nuối là, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hai loại pháp tắc đứng đầu này lại cũng không thể chọn. Thật sao? người khác muốn cảm ngộ một đạo pháp tắc thiện địa không chỉ phải xoắn suýt lựa chọn đủ loại còn muốn cẩn thận suy nghĩ nghiên cứu không ngừng cảm ngộ thiên địa từ trong đó tróc ra pháp tắc thiên địa phù hợp với mình đến tô tiểu bạch nơi này dứt khoát có một bản danh sách tùy tiện lựa suy nghĩ cái gì cảm ngộ cái gì tróc ra cái gì căn bản không tồn tại một khóa tu luyện thật là quán triệt đủ hoàn toàn Vậy trước tiên đem pháp tắc lực lượng cùng pháp tắc sinh mệnh cảm ngộ đi. Tô Tiểu Bạch trực tiếp làm ra lựa chọn. Pháp tắc lực lượng, tên như ý nghĩa, chính là tăng cường lực lượng. Nếu là có thể nắm giữ một đạo pháp tắc lực lượng hoàn chỉnh, tăng phúc bùng nổ lực lượng làm sao cũng phải gấp 10 lần trở lên chứ. Khi đó, hắn sợ rằng có thể lấy đẳng cấp cảnh giới nhất nguyên võ hoàng, trực tiếp cùng cấp nhị nguyên võ hoàng giao thủ qua tay. Còn có pháp tắc sinh mệnh cùng với nắm giữ lực tấn công mạnh nhất tô tiểu bạch cũng chưa quên bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất theo hắn càng ngày càng trâu bò cùng hạo hãn vực càng ngày bất hòa càng sâu cộng thêm danh tiếng bốn chữ điêu nguyệt thanh long ở trong hư võng nói không chừng một ngày sẽ bị người nhận ra nếu như đối phương thành tâm mời chào cũng còn khá nhưng nếu như muốn gạt bỏ hắn thì sao trên địa cầu tô tiểu bạch đều còn trải qua chuyện hắc ám gạt bỏ thiên tài hoàn toàn có lý do để tin tưởng ở Hạo Hãn vực tuyệt đối sẽ tồn tại chuyện giống vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vì vậy, lực lượng, sinh mệnh, một thứ cũng không thể thiếu. Chờ giải quyết xong hai thứ này, hắn liền có thể suy nghĩ đến tiến hành cảm ngộ các loại pháp tắc, tốc độ pháp tắc, phòng ngự pháp tắc, tinh thần pháp tắc khác. Một khóa tu luyện cùng một khóa luyện công đều giải quyết. Bây giờ là lúc thật cốt thăng cấp một chút siêu cấp lá bài tẩy của ta, một khóa tự động đánh quái. Trong mắt Tô Tiểu Bạch lóe lên ánh sao. Một khóa tu luyện cùng một khóa luyện công là hai chức năng ban đầu của hệ thống, tiêu tốn là ít nhất. Tới tự động đánh quái nơi này, lượng tiền tiêu hao khổng lồ mới thật sự muốn trồi lên mặt nước. Một khóa tự động đánh quái là một con đường không thể thiếu trong khởi nguồn lợi nhuận trước mắt của Tô Tiểu Bạch. Bất kể là luyện đan, rèn đúc, cường hóa, hợp thành, nó mang đến tài liệu hung thú phong phú. Vĩnh viễn là một trong những yếu tố trọng yếu nhất mang về tài liệu. Không chỉ có như thế, năng lực phụ thể của cái bóng, càng là lá bài sát thủ phản sát lớn nhất của Tô Tiểu Bạch. Số lượng cái bóng càng nhiều, năng lực phản sát của Tô Tiểu Bạch càng mạnh mẽ. Vì vậy một khóa tự động đánh quái dù cho đắt tiền thế nào đi nữa, Tô Tiểu Bạch cũng sẽ không chút do dự dùng lượng tiền lớn đập lên. Hệ thống, thăng cấp tự động đánh quái cho ta. Tô Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh. Khấu trừ 4.650.000 nguyên thạch hạ phẩm, không gian một khóa tự động đánh quái tăng lên cấp 20, số lượng cái bóng gia tăng đến 20 cái. Khấu trừ 13.940.000 nguyên thạch hạ phẩm, không gian một khóa tự động đánh quái tăng lên cấp 21, số lượng cái bóng gia tăng đến 21 cái. Khấu trừ 41.840.000 nguyên thạch hạ phẩm, không gian một khóa tự động đánh quái tăng lên cấp 22, số lượng cái bóng gia tăng đến 22 cái khấu trừ 3 tỷ 389 triệu nguyên thạch hạ phẩm, không gian một khóa tự động đánh quái tăng lên cấp 26, số lượng cái bóng gia tăng đến 26 cái. Đinh Một khóa tự động đánh quái không gian lên tới cấp 20, mở khóa chức năng mới ngoài định mức, cường binh. Cường binh, triệu hồi cái bóng, bám vào binh khí hoặc là bảo vật, tăng lên uy lực binh khí hoặc bảo vật, hiệu quả tăng phút kéo dài 60 phút, sau khi hiệu quả giải trừ, cái bóng làm lạnh 24 giờ. Đinh, một khóa tự động đánh quái không gian lên tới cấp 21, mở khóa chức năng mới ngoài định mức, hoán đổi. Hoán đổi, có thể nhanh chóng hoán đổi vị trí cùng cái bóng, sau khi hoán đổi, cái bóng sẽ tiến vào làm lạnh 24 giờ. Thần kỹ Lại một cái thần kỹ Khi thấy chức năng của hoán đổi, con ngươi của Tô Tiểu Bạch nhanh chóng co rút lại, vẻ mặt thoáng cái liền kích động. Từ bên ngoài nhìn qua, hoán đổi, có lẽ cũng không có chỗ nào đặc biệt, vừa không mang theo tính công kích, cũng không mang theo tính phụ trợ. Nhưng mà sự xuất hiện của nó, ở trong mắt Tô Tiểu Bạch, đó chính là gần như thần khí hách. Căn cứ miêu tả, hoán đổi là không có khoảng cách hạn chế, điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tiểu Bạch chỉ cần một ngón tay điều động cái bóng tới vị trí xác định, bất kể hắn đi bất kỳ địa phương nào, cũng có thể nhanh chóng hồi thành trở lại vị trí chính mình chỉ định. Có nó, Tô Tiểu Bạch hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái đi tới đi lui giữa hạo hãng vực cùng địa cầu, lại cũng không cần cuốn cùng bận rộn mất nửa ngày chạy trở về. Nửa phút hoán đổi một cái liền đến nhà, đi đến bên cạnh Tô Linh Nhi. Không chỉ có như thế. Cái bóng là có thể tự động điều động. Đây là tính năng đặc thù của hệ thống. Nó có thể trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương ngay cả Tô Tiểu Bạch đều không cách nào đi tới. Có hoán đổi, Tương đương với Tô Tiểu Bạch cũng có thể lập tức tiến hành điều động truyền tống đi qua. Đương nhiên, phương pháp sử dụng này cũng có một điều kiện tiên quyết, hệ thống điều động phải có tọa độ chỉ định của Tô Tiểu Bạch, bằng không thì chỉ có thể tự động điều động đến địa phương săn giết hung thú. Nhưng mà men theo một điểm này suy ra, Tô Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lợi dụng chức năng điều động của hệ thống, sớm trước tiên đem cái bóng điều động đến vị trí chính mình muốn truyền tống về. Tỷ như căn cứ số 15, căn cứ số 1 Tỉ như phạm nha thánh thành, vân vân, chỉ cần là địa phương Tô Tiểu Bạch từng đi qua, biết vị trí tọa độ, hết thảy cũng có thể lợi dụng chức năng hoán đổi trực tiếp truyền tống tới. Nhưng mà đây cũng không phải điểm trọng yếu nhất của chức năng hoán đổi. Tô Tiểu Bạch chân chính nhìn trúng, chính là năng lực hoán đổi mang đến trong lúc nguy hiểm khẩn cấp. Thử nghĩ một hồi, một khi Tô Tiểu Bạch tiến vào một ít địa phương đặc biệt nguy hiểm, hay là bị một đại nhân vật để mắt tới, nếu đối phương muốn xuất thủ với tô tiểu bạch mà nói chỉ cần ra lệnh một tiếng lập tức là có thể lợi dụng chức năng hoán đổi di hình hoán ảnh biến mất ngay tại chỗ còn có cái gì so với nó càng trâu bò hơn khi chạy trốn nói không khoa trương chút nào chức năng hoán đổi này hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp thần khí để bảo vệ tánh mạng thoáng cái lấy được lợi ích cực kỳ lớn như vậy tô tiểu bạch có thể không hưng phấn sao chẳng qua mỗi một lần sử dụng cũng phải tiêu hao một cái bóng có chút đau lòng. Tô Tiểu Bạch mơ hồ bắt đầu cảm thấy, theo chức năng mới ngoài định mức không ngừng mở khóa, cái bóng tự động đánh quái đều sắp bị hắn làm thành vật tiêu hao mà sử dụng. Một khóa tự động đánh quái đến đây dừng lại, cấp tiếp theo yêu cầu 10 tỷ 100 triệu nguyên thạch hạ phẩm, tiền trong tay Tô Tiểu Bạch đã không còn đủ để thăng cấp. Bây giờ ta còn lại 5 tỷ nguyên thạch hạ phẩm. 5 tỷ, hoàn toàn có thể đem một khóa luyện đan, một khóa thu thập một khóa rèn đúc, một khóa cường hóa đều toàn bộ thăng cấp một lần. Có tiền, chính là tự do phóng khoáng. Tô Tiểu Bạch đặc biệt hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong lúc không ngừng thăng cấp, loại cảm thụ đó. Thoải mái A. À? Khấu trừ 110.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện đang không gian lên tới cấp 16, phẩm cấp đang dược có thể luyện chế tăng lên tới ngũ giai hoàng phẩm. Khấu trừ 340.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện đan không gian lên tới cấp 17, phẩm cấp đang dược có thể luyện chế tăng lên tới lục giai hoàng phẩm. Khấu trừ 1 triệu 30 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện đan không gian lên tới cấp 18, phẩm cấp đang dược có thể luyện chế tăng lên tới thất giai hoàng phẩm. Khấu trừ 2 tỷ 300 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, một khóa luyện đan không gian lên tới cấp 25, phẩm cấp đang dược có thể luyện chế tăng lên tới tứ giai thánh phẩm. Đinh, một khóa luyện đang không gian lên tới cấp 20, mở khóa chức năng mới ngoài định mức, không gia trì. Không gia trì, hủy bỏ thời gian luyện đang, trực tiếp ra lò. Đinh Một khóa luyện đang không gian lên tới cấp 25, mở khóa chức năng mới ngoài định mức, tăng gấp bội 4. Tăng gấp bội 4, trước mắt đang dược ra lò trên cơ sở, tăng thêm gấp đôi. Thoải mái Nghe được nhắc nhở của hai cái chức năng mới ngoài định mức này, cả người tô tiểu bạch thoải mái không gia trì, cùng giống như một khóa hợp thành, luyện đan không gia trì, ý nghĩa chỉ cần có tài liệu là có thể lập tức luyện đan, lập tức ra lò. Hoàn toàn tiết kiệm thời gian hao phí cần thiết bên trong khi ra lò một lô đan dược. Mà tăng gấp bội 4, càng làm cho số lượng bắp đan dược ra lò trực tiếp từ 8 lần tăng phút tới 16 lần, ý nghĩa lợi nhuận trong tương lai của Tô Tiểu Bạch sắp nên đón một lớp tăng vọt lớn. Khấu trừ 1 triệu 70 ngàn nguyên thạch hạ phẩm, một khóa thu thập lên tới cấp 15, Số lượng địa tinh tầm bảo gia tăng đến 15 con. Khấu trừ 4.290.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa thu thập lên tới cấp 16, số lượng địa tinh tầm bảo gia tăng đến 16 con. Khấu trừ 17.170.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa thu thập lên tới cấp 17, số lượng địa tinh tầm bảo gia tăng đến 17 con. Khấu trừ 1.100.000.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa thu thập lên tới cấp 20, số lượng địa tinh tầm bảo gia tăng đến 20 con. Đinh Một khóa thu thập tăng lên cấp 15, thêm vào chức năng mới ngoài định mức, số lượng tăng. Số lượng tăng, trên căn bản số lượng thu thập trước mắt, số lượng chiến lợi phẩm đạt được. Tăng thêm gấp đôi. Đinh Một khóa thu thập tăng lên tới cấp 20, thêm vào chức năng mới ngoài định mức, tiến hóa. Tiến hóa, địa tinh tầm bảo tiến hóa, độ bén nhạy của khứu giác khi tầm bảo tăng gấp đôi, tốc độ di chuyển tăng gấp đôi, tốc độ thu thập tăng gấp đôi câu nói kia nói thế nào? Người một khi may mắn, chính là ngồi ở nhà, đều sẽ có may mắn nện lên đầu hắn. Số lượng tăng lên cũng không cần phải nói nhiều, vô cùng trực quan tăng lên lợi nhuận của Tô Tiểu Bạch. Tiến hóa càng thêm trâu bò, trực tiếp đem khứu giác, tốc độ di chuyển, tốc độ thu thập của tầm bảo địa tinh hết thảy đều tăng gấp đôi. Tô Tiểu Bạch cũng muốn khiêm tốn, nhưng không có cách nào, hệ thống chính là ra sức như vậy a. À. Khấu trừ 8 triệu 580.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa rèn đúc không gian lên tới cấp 15, hạng mức tối đa có thể rèn đúc tăng lên tới thượng vị hoàn cấp. Khấu trừ 15 triệu 620.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa lấy quặng không gian lên tới cấp 13, số lượng địa tinh lấy quặng tăng lên tới 13 con. Khấu trừ 31 triệu 250.000 nguyên thạch hạ phẩm, một khóa cường hóa không gian lên tới cấp 13, hạng mức đẳng cấp tối đa có thể cường hóa tăng lên tới cộng 13. Đinh Một khóa rèn đúc không gian lên tới cấp 15, thêm vào chức năng mới ngoài định mức, rèn đúc cấp siêu phẩm. Rèn đúc cấp siêu phẩm, linh binh rèn được, so với phẩm chất chỉ định càng cao hơn một cấp. Ha 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 ha. Lại một thần khí hách mới mở khóa. Nghe được cái thanh âm nhắc nhở này, rất nhiều niềm vui sướng xông lên đầu, tô tiểu bạch đã không nhịn được cười lớn lên. Tuy nói cô Tiểu Bạch một hơi đem 15 tỷ 600 triệu nguyên thạch hạ phẩm xài không còn dư lại mấy. Nhưng mà số tiền này ngày sau mang đến hồi báo cho hắn là con số gấp vô số lần 15 tỷ 600 triệu. Nếu những người khác biết có cơ hội đem 15 tỷ 600 triệu nguyên thạch biến thành những thần khí hách siêu cấp này, phỏng chừng tất cả mọi người đều đánh bể đầu, không tiếc đánh bạc tính mạng tài sản của mình đều muốn nện vào. Điểm kỹ năng đã gần đủ rồi, là thời điểm nên trở về, cho đám nhóc con tư ô tộc kia, thật tốt học một khóa. Trong mắt Tô Tiểu Bạch lóe lên sát ý. Chuyến đi hạo hãng vực này hắn thu hoạch to lớn, không chỉ có thông quan tầng 108, lấy được thông tin chỉ dẫn của truyền thừa võ đế. Còn thăng cấp nhiều chức năng của hệ thống như vậy, thậm chí thành công để cho thực lực nhảy vọt tới cấp nhất nguyên võ hoàng. Bây giờ hắn bằng vào thực lực của mình, nếu như bùng nổ huyết khí, hợp thể cùng cái bóng, ra tay toàn lực, coi như là cấp nhị nguyên võ hoàng hắn đều có lực đánh một trận. Đinh, Tuế Nguyệt Kinh đạt tới sơ cấp. Đang lúc này, trong đầu tô tiểu bạch bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống. ầm, uhm. một giây kế tiếp, suy nghĩ nổ tung, cả người tô tiểu bạch nhảy thoát, chợt tiến vào trong một cái không gian hư vô. Trung quanh là mảnh vỡ tỏa ra tia sáng đầy trời. Tô tiểu bạch chẳng qua là nhìn một cái, liền vô hình nhận ra những mảnh vụn ánh sáng này giống như hình ảnh thể rắn bỗng nhiên vô số thông tin tối nghĩa huyền ảo một mạch toàn bộ rót vào trong đầu tô tiểu bạch thời gian đây chính là thời gian ngưng kết thời gian vỡ vụn thời gian có thể chưởng khống thời gian thì ra là như vậy thì ra đây chính là thời gian áo nghĩa khống chế thời gian thì ra là đơn giản như vậy tất cả thông tin đều giống như khắc sâu vào linh hồn tô tiểu bạch gần như trong nháy mắt, hắn liền đem nội dung sơ cấp của tuế nguyệt kinh toàn bộ thông hiểu đạo lý, lại cũng không có chút nào cảm giác không lưu loát. Thuộc tính thời gian không thể nắm lấy, giờ phút này ở trong mắt tô tiểu bạch, chính là dịch thể có thể chảy trong tay, cũng hoặc là ở thể rắn có thể bắt lấy, thậm chí là có thể thấy được hình ảnh ảo tưởng. Mặc dù hết thảy các thứ này đều đặc biệt hư ảo, giống như cảnh trong mơ, nhưng tô tiểu bạch cũng có thể khẳng định, chính mình thật có thể trưởng khống được thời gian. Hơn nữa theo tin tức rót vào càng ngày càng nhiều, hiểu biết của Tô Tiểu Bạch đối với thuộc tính thời gian cũng càng thêm sâu sắc. Thuộc tính thời gian đứng đầu, khiến cho Tô Tiểu Bạch hấp thu như đói như khác. Đồng thời, hắn ở trong thực tế, giờ phút này đều đang sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ Phạm Nha Thánh Thành. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, lại có một dòng sông dài vô tận ảo mộng lững lờ chảy xuôi trên hư không, đạt tới hơn trăm triệu cây số, phía trên có vô số mảnh vụn ánh sáng lấp lánh nó vắt ngang phạm nha thánh thành khí tức hoang cổ xa xôi cổ lão lộ ra khiến cho vô số người sợ hãi ngẩng đầu trong lòng sinh ra hoảng hốt ừm một động tĩnh khổng lồ này thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của không ít cường giả bên trong phạm nha thánh thành bọn họ ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên thấu qua trần nhà cung điện thấy được dòng sông dài vô tận trên hư không kia đây là tuế nguyệt hà có người lĩnh ngộ công pháp thuộc tính thời gian Công pháp thuộc tính thời gian. Phẩm cấp không thấp, ngộ tính của người này, xa xa ngự trị phía trên ta. Là ai? Một ít cường giả xuất hiện trên bầu trời, còn có một bộ phận cấp võ hoàng xé rách hư không mà tới, tất cả đều men theo địa phương tuế nguyệt hà chấn động lớn nhất bay vọt mà đi. Rất nhanh, bọn họ tìm được vị trí khởi nguồn. Người lĩnh ngộ công pháp thuộc tính thời gian đang ở bên trong Vân Thiên Điện. Vân Thiên Điện là một đại sản nghiệp khác của vân thiên cung vân thiên cung ngoại trừ mua bán đủ loại tài liệu hung thú ra cùng với tất cả các thế lực khác đều có bày bố đủ loại đủ kiểu thương nghiệp theo trình độ nào đó vân thiên điện có thể coi là khách sạn đỉnh cấp sang trọng nhất dây chuyền đứng đầu của cả hạo hãng vực bên trong vân thiên điện thiết bị gì cần có đều có ngay cả phòng tu luyện cũng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi sự hiện hữu của nó đối với tô tiểu bạch mà nói càng giống như là một loại hình đại sảnh võ giả không chỉ có thể ở còn có thể xử lý đủ loại công việc đương nhiên tác dụng lớn nhất của vân thiên điện đối với tô tiểu bạch chính là sẽ không bị tùy tiện quấy rầy theo dõi bên trong tồn tại trận pháp bất kỳ dò xét bằng tinh thần lực đều sẽ bị ngăn cản không có ai sẽ ngu tới mức dùng tánh mạng đi khiêu khích uy nghiêm của ngũ đại minh như vân thiên cung trừ phi hắn có tư cách có thể chịu được lửa giận của nhóm cường giả kia trong vân thiên cung hoặc là hắn chán sống. Liền giống như bây giờ. Dù là tất cả mọi người đều biết bên trong vân thiên điện, có người thành công lĩnh ngộ công pháp thuộc tính thời gian phẩm cấp không thấp. Nếu như bọn họ xuất thủ mà nói, thì có thể cướp đoạt được món bảo vật siêu nhiên như vậy. Nhưng loại suy nghĩ này, cũng vẻn vẹn chẳng qua là dâng lên trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị ném ra ngoài chính tầng mây. Không nói trước bên trong thánh thành nghiêm cấm chém giết, một khi chém giết, chính là trọng tội. Nếu như dám xông vào Vân Thiên Điện, như vậy sẽ dẫn tới Vân Thiên cung trực tiếp tuyên bố lệnh truy sát, một đống lớn cường giả thánh cấp sẽ trực tiếp nhào đến giết chết ngươi. Nói không khoa trương chút nào, bất luận kẻ nào dám ra tay, kẻ đó cũng không thể sống mà đi ra Phạm Nha Thánh Thành. Tuế Nguyệt Hà kéo dài tới gần 5 phút. Người chung quanh Vân Thiên Điện càng ngày càng nhiều. Không ít người muốn gặp gỡ một chút, vị cường giả lĩnh ngộ công pháp thuộc tính thời gian này, đến tột cùng là ai? Nếu như có thể làm quen một phen, lưu lại một đoạn giao tình, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tuế Nguyệt Kinh Danh bất hư truyền Khi uy thế của Tuế Nguyệt Hà dần dần tiêu tan, dị tượng trong trời đất cũng chậm chậm thối lui, Tô Tiểu Bạch mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, giống như có tinh hà chảy xuôi, lưu chuyển không ngừng. Khi tức cả người tản mắt ra, cùng với tầng thứ sinh mệnh, cũng hoàn toàn bất đồng với sinh mạng cấp võ hoàng bình thường đây là ảnh hưởng thuộc tính thời gian mang đến nó mặc dù không có tính thực chất cường hóa đẳng cấp cảnh giới các phương diện lực lượng sức chịu đựng nhanh nhẹn của tô tiểu bạch nhưng mà tại bên trên tầng thứ sinh mệnh cùng linh hồn mang đến biến hóa long trời lỡ đất dùng một câu càng chính xác hơn để diễn tả tô tiểu bạch sau khi thành công lĩnh ngộ tuế nguyệt kinh so với sinh mạng tầm thường đều nhiều hơn một tia thần tính người bên ngoài cũng thật nhiều a à. ánh mắt tô tiểu bạch vừa ngẩn lên đã chú ý tới trên bầu trời vân thiên điện, không ít cường giả cấp võ vương, võ hoàng đều chăm chú nhìn về vị trí của hắn. Vừa vặn, có thể thử một lần, xem hiệu quả tuế nguyệt kinh của ta như thế nào. Khóe miệng tô tiểu bạch nhếch lên. Chỉ thấy hắn nâng lên hai ngón tay, hướng lên hư không chỉ một cái. Tuế nguyệt đầm lầy. Một giây kế tiếp, một cổ chấn động vô hình chợt khuếch tán mà ra, gần như trong nháy mắt, liền đem toàn bộ vân thiên điện trùng lên che phủ bên trong. Xảy ra chuyện gì? Tốc độ hấp thu linh khí của ta trở nên chậm. Còn có động tác của ta, âm thanh, lời nói. Toàn bộ đều đang biến chậm. Đây là công pháp thuộc tính thời gian. Là vị tiền bối bên trong nỗi giận sao? Hỏng bếp ta không thoát ra được. Đừng dãy dụa, đây là thời gian đầm lầy, càng dùng sức sẽ càng bị hãm sâu hơn. Tất cả người vây xem ở trong phạm vi bao phủ giờ phút này đều hoảng sợ phát hiện chính mình giống như bị lúng vào trong một lĩnh vực đầm lầy vô hình bất luận là tốc độ hấp thu linh khí trong cơ thể hiệu suất điều động linh khí hay là động tác âm thanh của bọn họ đều đang trở nên chậm chạp hơn nữa càng hoảng hốt muốn thoát khỏi loại chậm chạp này càng bộc phát tăng cường thậm chí một ít người cấp võ vương hơi yếu ớt trực tiếp bị định thân tại chỗ không thể động đậy chỉ có một phần nhỏ tồn tại cấp nhị nguyên võ hoàng trở lên sau khi thoáng bị ảnh hưởng, liền thoát khỏi phạm vi bao phủ. Nhưng dù cho là như thế, sắc mặt bọn họ cũng có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía vị trí Tô Tiểu Bạch cũng tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi. Nếu như nơi này không phải là thánh thành, mà là chiến trường, liền một chút thời gian ngắn ngủi mà bọn họ bị ảnh hưởng kia, đã đủ để địch nhân đem bọn họ chém chết mấy chục lần. Quyết đấu chém giết giữa cường giả, thắng bại đều xuất phát từ những nhân tố nhỏ tí tẹo, một khi phòng ngự không kịp thời, hoặc là không kịp tránh thoát, bị thương nặng là chuyện nhỏ, bỏ mạng tại chỗ cũng không phải là chuyện mới mẻ. Công pháp thuộc tính thời gian. Quả nhiên là kinh khủng cực kỳ. Cái này chính là chỗ đáng sợ của công pháp thuộc tính thời gian. Cho dù chỉ là sơ cấp. Nhưng lĩnh ngộ một chiêu tuế nguyệt đầm lầy liền đủ để thay đổi tốc độ chảy thời gian bên trong một phạm vi không gian, làm cho hình thành một mảnh đầm lầy vô hình. Bất kể là thân thể, linh khí, hoặc là công pháp ngươi thi triển, hết thảy đều chịu ảnh hưởng. Càng dãy dụa, sẽ giống như ở trong đầm lầy, bị hãm càng sâu. Cho dù là những tồn tại đẳng cấp cảnh giới cao hơn ngươi, cũng sẽ bởi vì thủ đoạn này mà trì độn trong chốc lát. Chỉ cần một khoảnh khắc này, ngươi đánh giết hoặc là chạy trốn, cũng có thể ung dung tự nhiên. Nếu như đến trung cấp, cao cấp, thậm chí cao cấp nhất, tuế nguyệt kinh sẽ càng mạnh, khống chế của tô tiểu bạch với thuộc tính thời gian sẽ càng lớn, đến lúc đó uy lực có thể phát huy ra, cũng theo đó trở nên cực kỳ đáng sợ. Ở dưới rất nhiều tiếng cầu xin tha thứ, Tô Tiểu Bạch thu hồi công pháp thời gian. Lúc này mọi người mới thôi sợ sệt, nhanh chóng tản đi, không dám lại tiếp tục ở lại, loại cảm giác bị người khống chế áp bách tính mạng này, khiến cho bọn họ đã sợ hãi hoàn toàn. Tuế Nguyệt Kinh đã có đầu mối, bằng vào tốc độ một khóa luyện công trước mắt của ta, đến cao cấp nhất tối đa cũng chỉ là chuyện một hai ngày mà thôi ngược lại là có thể chờ đợi một chút nhật nguyệt thôn thiên thể không biết cái công pháp rèn thể thánh cấp này đến cùng có tư vị gì mắt tô tiểu bạch sáng lên công pháp thánh cấp thế nhưng là tồn tại ngay cả bản thân cấp võ thánh đều khó mà lĩnh ngộ nếu là hắn tu luyện thành không chừng thực lực có thể bạo tăng mấy cái tầng thứ đinh cái bóng số bảy bị công kích đinh cái bóng số bảy đã giết ngược địch nhân ngay tại khi Tô Tiểu Bạch còn đang suy nghĩ chuyện công pháp thánh cấp, bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới. Nghe được thanh âm nhắc nhở này, Tô Tiểu Bạch nhướng mày. Cái bóng số 7 là cái bóng hắn cố ý phái ở lại trong trang viên Tô Gia ở căn cứ số 1, đặc biệt phụ trách bảo vệ Tô Linh Nhi Chu Toàn. Trong toàn bộ căn cứ số 1 của nhân loại, còn có người dám ra tay với Tô Linh Nhi ư? Chả lẽ chán sống rồi sao? Chờ chút. Chẳng lẽ, là những tên tư ô tộc kia. Nhưng mà mấy tên kia không phải mấy ngày trước mới tấn công qua, thảm bại mà về sao? Hơn nữa khoảng cách lỗ hổng không gian hoàn toàn mở ra, rõ ràng còn có mấy ngày. Hệ thống, hoán đổi. Tô Tiểu Bạch trực tiếp lựa chọn trở về. Thà tin rằng có còn hơn là không. Dù gì chuyện trong Hạo Hãn vực cũng đã làm xong, cũng là thời điểm trở về thật tốt, báo đáp một chút đám nhóc con tư ô tộc kia chỉ thấy bóng người Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng phai nhạt. Giống như là từ thực chất, dần dần chuyển thành trong suốt, rồi sau đó dần dần phai đi đường nét còn dư lại, cuối cùng biến thành tối đen như mực. Duy chỉ có một cái lập thể đen nhánh hình người còn lưu lại tại chỗ. Ừm. Ngũ giác của Tô Tiểu Bạch mất đi trong nháy mắt. Chờ sau khi ngũ giác của hắn khôi phục, tiếng chém giết đinh tai nhức ốc chợt rót vào trong lỗ tai. Rầm 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 cảm giác của tô tiểu bạch khôi phục hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái chỉ thấy trên bầu trời căn cứ số một của nhân loại không ít thân hình khác nhau có sinh mạng cấp ngũ nguyên võ vương của tư ô tộc đang cùng một đám nhân loại cấp võ vương đeo huy chương trên vai của tử tấm thành kề sát chém giết cấp ngũ nguyên võ vương sao không gian lỗ hổng bị mở ra ánh mắt tô tiểu bạch ngưng tụ chiến trường chém giết của cấp ngũ nguyên võ vương trải rộng khắp nơi trong căn cứ số một của nhân loại không ít địa phương đều bị liên lụy gặp tai ương, không chỉ kiến trúc bị san thành bình địa, ngay cả phòng tị nạn dưới lòng đất đều bị công kích kinh khủng của cấp ngũ nguyên võ vương đánh nát, biến thành vực sâu không đáy. Khắp nơi trong toàn bộ căn cứ số một trở nên bừa bãi. Hiển nhiên, lỗ hổng không gian một lần nữa bị mở ra. Lúc này không chỉ cấp tứ nguyên võ vương có thể thông qua, hết thảy cấp ngũ nguyên võ vương của tư ô tộc cũng xông vào tham gia náo nhiệt. Ca, tô linh nhi ngay tại sau lưng cái bóng bỗng nhiên thấy cái bóng biến thành bộ dáng tô tiểu bạch không khỏi mừng rỡ kêu lên còn có tiểu bạch long cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc kinh ngạc vui mừng phát ra tiếng kêu nha nha cúi thấp đầu cọ, cọ cọ mặt tô tiểu bạch tô tiên sinh tô vương người của đông phương gia cùng với nhóm vũ vương nhân loại bị la vực điều động phụ trách bảo vệ tô linh nhi đều tới cung kính hành lễ bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được không chỉ khí tức của tô tiểu bạch đơn giản trở nên càng hùng hồn kinh khủng ngay cả khí chất trên người cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất giống như biến thành một tôn thần linh cái này khiến cho ánh mắt bọn họ nhìn xem tô tiểu bạch lại thêm mấy phần kính sợ cùng cung kính linh nhi không có sao chứ tô tiểu bạch gật đầu một cái với bọn hắn ngay sau đó cười cười sờ đầu tô linh nhi lại sờ đầu tiểu bạch long tiểu bạch long ngươi thế nào nha nha Tiểu Bạch Long phát ra tiếng kêu vui sướng. "Ca, em không sao." Nhưng mà thật giống như bên trong căn cứ xảy ra chuyện, mới vừa rồi có người chim muốn tập kích chúng em. Tô Linh Nhi lo lắng nói. "Yên tâm, những người này giao cho ca giải quyết là được." Tô Tiểu Bạch toét miệng cười một tiếng. Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn về xa xa mấy vạn mét trên bầu trời, những sinh mạng tư ô tộc đang chém giết cùng các cường giả cấp võ vương của tử cấm thành. Nhóm võ vương của tử cấm thành rõ ràng không phải là đối thủ của những sinh mạng tư ô tộc này, trên người bị thương không ít, nhưng họ trực tiếp nuốt vào từng viên đang dược, tiếp tục gào thét đánh giết đến cùng. Tô Tiểu Bạch tiện tay một chỉ bắn ra. Chỉ một thoáng, một cổ tinh thần lực vô hình cuồng bạo ầm ầm tràn ra, trong khoảnh khắc liền bắn tới trên bầu trời xa mấy vạn mét. Phốt! Giống như đâm thủng một trang giấy, tinh thần lực thực chất khủng bố lấy phong thái dễ như bẻ cành khô, tại chỗ đem đầu một tên sinh mạng tư ô tộc chấn bể tan tành tấp võ vương của tử cấm thành ngẩn ra vừa nghiêng đầu lúc này mới chú ý tới tô tiểu bạch ở phía xa hắn liền vội vàng bay người mà tới cung kính hành lễ gặp qua tô vương tô tiểu bạch không để ý đến hắn ánh mắt lại tiếp tục chú ý đến những sinh mạng tư ô tộc khác kim tầm vô vọng lục thần chỉ tô tiểu bạch vung tay một cái sáu ngón tay to lớn từ sáu đạo tinh thần lực vô hình hóa thành ầm vang bất ngờ bắn ra gần như trong nháy mắt liền lướt ngang qua khoảng cách mấy triệu thậm chí mấy chục triệu cây số đem hết thảy những sinh mạng tư ô tộc đang vô cùng phách lối ý đồ chém giết nhân loại cấp võ vương tàn sát căn cứ nhân loại bắn bể tan tành chết đi ngay tại chỗ thật là mạnh vẻ mặt các võ vương của tử cấm thành trở nên nghiêm túc nhóm người đông phương gia cùng với nhóm võ vương nhân loại thấy một màn này cũng lộ ra biểu tình hoảng sợ linh nhi ở đây chờ anh cô tiểu bạch để lại một câu nói thân hình dịch chuyển trực tiếp đi tới trước mặt cái lỗ hổng không gian kia xuyên thấu qua lỗ hổng không gian cô tiểu bạch có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh từ một đầu khác la vực đang xuất lĩnh đông đảo nhóm người cấp võ vương của tử cấm thành nên chiến bọn người tư ô tộc đám người tư ô tộc phái ra chừng mấy tên cấp nhất nguyên võ hoàng vây công la vực thậm chí nổi lên ý nghĩ muốn trảm sát la vực. Nhưng mà la vực nói thế nào cũng đã từng là người mạnh nhất nhân loại, đạt được bán thánh truyền thừa, làm sao lại dễ dàng bị giết như thế. Chẳng qua là sau khi hắn bị kiềm chế bước chân, nhóm người cấp võ vương của tử cấm thành rõ ràng không chống đỡ được thế công của tư ô tộc. Trong lúc này không ít tộc nhân tư ô tộc đều vòng qua chiến trường, trực tiếp tiến vào trong địa cầu. Bọn họ điên cuồng chém giết, đánh cho nhật nguyệt u ám, thiên địa gào thét nứt toát hình ảnh chiến trường cực kỳ tráng lệ thảm thiết. Số 8, ngươi ở lại đây, bất kỳ một tên tư ô tộc nào tiến vào, hết thảy đánh chết. Sau khi Tô Tiểu Bạch dặn dò một câu, liền nhất chân bước vào trong miệng lỗ hổng không gian. Theo thân thể của hắn bước qua lỗ hổng không gian, trong nháy mắt, luồng khí thế chém giết khủng bố mãnh liệt cùng từng đợt nổ vang khiến cho trời long đất lở, thiên địa đều phát ra tiếng trên rỉ kia liền đập vào mặt. Tô Vương La vực chú ý tới tô tiểu bạch vượt qua lỗ hổng không gian mà đến, nhất thời liền biến sắc, vội vàng phát ra gào thét, ngươi mau trở về. Người bọn chúng muốn giết là ngươi. Điêu Nguyệt Thanh Long, ta chờ ngươi. Thật lâu. Gần như ngay cùng một lúc khi la vực phát ra gào thét, một tên nhất nguyên võ hoàng từ đầu đến cuối đang mai phục ở chiến trường bỗng nhiên xé rách hư không mà tới, cầm trường đao trong tay, không nói lời nào, hung hăng chém về phía tô tiểu bạch. Tư ô tộc đã sớm biết Điêu Nguyệt Thanh Long là Tô Tiểu Bạch rồi. Khi Điêu Nguyệt Thanh Long qua cửa tầng 108, cao tầng của tư ô tộc còn đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa thì dự định buông tha địa cầu mà chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Cho dù qua cửa tầng 108, nhiều nhất chứng minh thực lực của Tô Tiểu Bạch đạt đến cấp Á Hoàng mà thôi. Khoảng cách cấp nhất nguyên võ hoàng, vẫn có cự ly khó mà vượt qua vì vậy bọn họ lợi dụng cơ hội lần này lỗ hổng không gian bị xé ra có thể cho cấp ngũ nguyên võ vương thông qua muốn nhân cơ hội này chém giết tô tiểu bạch giải quyết tất cả hậu hoạn sự thật đúng như bọn hắn suy đoán sau khi cấp ngũ nguyên võ vương xâm phạm tô tiểu bạch liền không kịp chờ đợi xuất hiện mà đại lễ đặc biệt chuẩn bị cho tô tiểu bạch cũng nhanh chóng vào giờ phút này hoàng mỹ đưa lên chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao Khóe miệng Tô Tiểu Bạch nhếch lên. Vô Song Xích Luyện trong tay hiện ra. Trên người nổi lên vô số hư ảnh công pháp hoàng cấp, vương cấp, cấp siêu phàm. Một cổ khí tức để cho tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là cấp siêu phàm, cấp võ vương, hoặc là cấp võ hoàng đều sinh ra sợ hãi, ầm ầm khuất tán. Chém. Một đạo ánh đao thông thiên triệt địa, phủ kín tất cả tầm mắt trong thiên địa, ầm ầm hạ xuống. Bây giờ Tô Tiểu Bạch mạnh bao nhiêu? bên trên bản hệ thống đã đạt tới cấp độ nhất nguyên võ hoàng khi hắn gia trì vương binh bùng nổ huyết khí nhiều bộ công pháp hoàng cấp hòa vào trên thân cho dù là cấp nhị nguyên võ hoàng cũng có thể giao thủ qua tay nói chi là đối phó cấp nhất nguyên võ hoàng chẳng qua chỉ là chuyện một đau thôi ầm uhm. khi một đau của hắn rơi xuống trong nháy mắt tên sinh mạng cấp nhất nguyên võ hoàng muốn tập kích hắn kia ngoại trừ trợn to hai mắt phát ra thanh âm gào thét tuyệt vọng kinh hoàng ra lại cũng không thể làm ra cử động khác ánh đao phủ kính thiên địa che mất hết thảy chờ đến khi thiên địa lại lần nữa khôi phục trong sáng tên sinh mạng tư ô tộc cấp nhất nguyên võ hoàng kia đã hoàn toàn chết đi thân mình đầu lâu hai chân của hắn tất cả đều bị xé nát tại chỗ chỉ có chiếc không gian giới chỉ trên cổ tay vẫn còn bảo tồn hoàn hảo vô lực từ trên trời rơi xuống thu tô tiểu bạch cách không nắm một cái không gian giới chỉ tự động thoát khỏi cổ tay từ trên trời bay tới vui thích rơi vào trong càng khôn không gian của hắn đây chính là tài sản sinh mạng cấp võ hoàng để dành suốt đời a làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho chết hắn hắn lại có thể chém giết cấp võ hoàng lúc này mới mấy ngày nhanh mau đi mời tộc trưởng rút lui rút lui tô tiểu bạch vừa ra tay một cái trực tiếp khiến thần kinh tất cả sinh mạng tư ô tộc chấn động. Ở trong nhận thức của bọn họ, Điêu Nguyệt Thanh Long cũng chính là Tô Tiểu Bạch, chết no cũng chẳng qua là đạt tới cấp Á Hoàng mà thôi, cự ly đến cấp nhất nguyên võ hoàng còn trên lệch một đại cảnh giới. Phải biết, toàn bộ hạo hãng vực không biết bao nhiêu cấp Á Hoàng đều bị vây ở bên trong cảnh giới này, cả đời không cách nào bước vào cấp võ hoàng một bước, cho dù hắn lại yêu nghiệt thế nào đi chăng nữa, là tồn tại thiên tài thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn như vậy chứ. Nhưng mà sự thật lại xa xa ngoài dự tính của bọn hắn. Tô Tiểu Bạch không đơn thuần là đột phá đơn giản như vậy, hắn thậm chí đã có lực lượng mạnh đến nỗi có thể trong nháy mắt giết chết cấp nhất Nguyên Võ Hoàng. Một màn này khiến cho tóc gáy bọn hắn dựng đứng lên, ý sợ hãi không ngừng tràn ra từ tận đáy lòng, viết đầy trên mặt bọn họ. Gần như không có chút do dự nào, cấp Võ Hoàng cùng với tất cả sinh mạng cấp Võ Vương của Tư Ô tộc tất cả đều trước tiên lựa chọn quay đầu chạy trốn. Không riêng gì tư ô tộc bối rối. Toàn bộ nhóm người cấp võ vương của tử cấm thành cũng sững sờ. Bao gồm cả la vực bên trong, đều có chút trố mắt nghẹn họng, khó tin. Đạt tới cấp võ hoàng có bao nhiêu khó khăn, không người nào so với hắn rõ ràng hơn. Ban đầu hắn dầu gì cũng là một trong những thiên tài càng quét hư vọng chi tháp, tiến vào tầng 100. Vì có thể vượt qua tầng 101, hắn đã phải tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực, thậm chí còn lấy tánh mạng đánh cược. Nhưng mà Tô Tiểu Bạch bây giờ không đơn thuần từ bên trong kỷ lục vượt xa hắn, ngay cả thực lực hiện tại cũng đã nghiền ép hắn trên mọi mặt. Một đao giết một tên nhất nguyên võ hoàng. Mấy ngày trước, Tô Tiểu Bạch rõ ràng còn chỉ có thể cung cấp tứ nguyên võ vương đối kháng A. Lúc này mới mấy ngày, thì đã như vậy. La vực đã không dám tưởng tượng chuyện sau này. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút hoài nghi, Tô Tiểu Bạch đến cùng có phải là nhân loại địa cầu hay không, chuyện này. Đây cũng quá mạnh rồi chứ. Muốn chạy sao? Nếu để cho các ngươi đều chạy, đại kế hốt bạc của ta còn có thể làm gì? Khóe miệng Tô Tiểu Bạch nhếch lên, trong mắt lóe lên một vòng ác liệt. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện trở lại, đã lướt ngang qua không biết bao nhiêu cây số. Được tiếp xuất hiện ở trước mặt sinh mạng cấp Võ Hoàng chạy trốn đầu tiên. Bọn họ chạy thì không thành vấn đề, nhưng ngươi lại là đại dê béo. Làm sao có thể bỏ qua đây? Thấy Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, tên sinh mạng cấp nhất nguyên Võ Hoàng của Tư Ô tộc này hoảng sợ đến oa oa kêu loạn, hoàn toàn mất hết phong thái cao thượng của cấp Võ Hoàng. Giống như cừu non đụng phải chó sói, sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần. Không dám do dự chút nào, hắn bùng nổ huyết khí, đào móc tiềm lực, đồng thời nhanh chóng lấy ra tất cả thủ đoạn bảo vệ tính mạng chính mình nhiều năm tích lũy được. Đủ loại trận pháp phòng ngự loại hình tiêu hao. Vương binh hộ thể có thể giảm bớt tổn thương. Đủ loại công pháp có thể cung cấp thủ đoạn phòng ngự. Còn có những đan dược có thể trong thời gian ngắn đào móc tiềm lực, khiến cho thực lực cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Một hơi liền dùng hết tất cả. Nhưng mà những thứ gọi là thủ đoạn bảo vệ tính mạng này, trước thực lực tuyệt đối, lại là yếu ớt vô lực như thế. Tô Tiểu Bạch cong ngón búng ra. Phốt. Tinh thần lực khủng bố vô hình, dễ như trở bàn tay, lạnh lùng vô tình đem hắn trực tiếp xé nát. Thân hình của hắn giống như là bị vòng xoáy không gian xé rách ra, nương theo tiếng kêu rên tuyệt vọng, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất trong trời đất. Thu hồi không gian giới chỉ của tên nhất nguyên võ hoàng của tư ô tộc này, Tô Tiểu Bạch lại lần nữa lắc mình rời đi. Người kế tiếp, thủ đoạn giống vậy hoàn cảnh giống vậy kết quả giống vậy tên sinh mạng cấp nhất nguyên võ hoàng của tư ô tộc này muốn xé rách hư không chạy trốn nhưng mà hư không vừa mới vỡ ra còn không chờ hắn kịp tiến vào bên trong thấy hình liền bị xé nát ngay tại chỗ hóa thành mưa máu đầy trời tiếp tục cô tiểu bạch lại lần nữa thu hồi không gian giới chỉ sau đó bay đến tên kế tiếp toàn bộ quá trình nhìn như miêu tả chậm chạp nhưng kỳ thực phát sinh trong chớp mắt ngoại trừ la vực còn có thể kịp phản ứng ra, những người cấp võ vương khác ngay cả nhìn cũng căn bản nhìn không rõ, chỉ thấy sinh mệnh tư ô tộc cấp nhất nguyên võ hoàng đều đã chết tại chỗ. Còn thừa lại ba gã sinh mạng cấp võ hoàng của tư ô tộc. Bọn họ đều tương đối không khéo, tách ra mà chạy, xé rách hư không rời đi. Kể từ đó, coi như tốc độ của tô tiểu bạch mau hơn nữa, cũng không có biện pháp đồng thời truy kích ba người thật ra thì tô tiểu bạch hoàn toàn có thể để cho cái bóng cùng lúc xuất hiện giải quyết bọn hắn nhưng đây là ân oán sâu đậm suốt ngàn năm giữa nhân loại địa cầu cùng tư ô tộc nếu để cho cái bóng giải quyết thì còn gì ý nghĩa phải từ chính tay tô tiểu bạch giết chết mới được nhưng mà trước khi đuổi giết cấp võ hoàng những tiền tài bảo vật của bọn cấp võ vương cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ qua a à? ầm uhm một cổ tinh thần lực siêu nhiên bàn bạc áp đảo bên trên cấp nhất nguyên võ hoàng khuếch tán mà ra giống như làn sóng trùng kích khi bom nguyên tử nổ tung phàm là cấp võ vương của tư ô tộc bị bao phủ hết thảy mất mạng tại chỗ chỉ còn lại một mai không gian giới chỉ lẽ loi trôi nổi giữa hư không sau một hô hấp tất cả cấp võ vương bất kể ngũ nguyên tứ nguyên hay là tam nguyên nhị nguyên nhất nguyên toàn bộ bị tiêu diệt tô tiểu bạch thu hồi lại tinh thần lực tất cả không gian giới chỉ trực tiếp bay tới tay hắn. Lấy mạng Gần như cùng một lúc, Tô Tiểu Bạch cũng đã khóa chặt ba gã sinh mạng cấp nhất nguyên võ hoàng của tư ô tộc đang chạy trốn kia. Hắn muốn bắt đầu đuổi giết. Ưu thế đuổi giết của công pháp hoàng cấp vô tung tác mệnh điển, giờ phút này cũng phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Dù là ở khoảng cách xa xôi vô tận, nhưng chỉ cần bị đánh dấu, cũng giống như là định vị GPS, bị Tô Tiểu Bạch vững vàng khóa chặt lần theo căn bản trốn không thoát. Mặc dù có thủ đoạn xé rách hư không, nhưng mà hiện tại Tô Tiểu Bạch có đủ loại công pháp rèn thể hệ nhanh nhẹn gia trì, tốc độ đã sớm đạt tới mức độ làm người ta liếu lưỡi. Truy đuổi ba tên cấp nhất nguyên võ hoàng sao. Một bữa ăn sáng thôi. Ước chừng sau 10 giây đồng hồ. Suy. Trên trăm đạo không gian nhận bay ra, trong nháy mắt liền đem tên sinh mạng cấp võ hoàng của tư ô tộc đang chạy trốn cắt chém thành hàng trăm hàng ngàn khối. Tô Tiểu Bạch chỉ lấy không gian giới chỉ nằm ở một khối nhỏ trong đó, còn lại hết thảy không để ý đến, trực tiếp đuổi theo giết tên kế tiếp. 30 giây sau Tên võ hoàng thứ hai đếm ngược của tư ô tộc vẫn còn đang vui mừng khi không thấy Tô Tiểu Bạch đuổi theo, vừa mới chuẩn bị thở vào một cái, kết quả một cổ tinh thần lực ầm ầm đánh tới, tại dưới tình huống hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, tại chỗ bị nghiền nát. Một phút đồng hồ sau Tên sinh mạng cấp võ hoàng cuối cùng của tư ô tộc chỉ kịp phát ra tín hiệu cầu cứu đến trong tộc, rồi sau đó liền bị một đạo ánh đao sấm sét lực lượng lên đến hàng tỷ tấn cắt đứt cổ tay, thân thể thì bị đạo sấm sét thứ hai càng kinh khủng hơn tại chỗ đánh nát thành cạn bã. Không có bất kỳ một sinh mạng cấp võ hoàng nào, có thể ở trong tay Tô Tiểu Bạch chống đỡ quá một giây đồng hồ. La thành chủ. Tô Tiểu Bạch lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Nhưng lúc này khắp nơi trên chiến trường đều là từng khuôn mặt ngây ngốc của các võ vương, tất cả nhóm võ vương ở đây đều kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ còn đang vì địa cầu mà tắm máu điên cuồng chiến đấu, dù là dâng lên tính mạng cũng không tiếc. Kết quả là qua một chớp mắt, toàn bộ cấp võ vương đều xong đời, cấp võ hoàng cũng không một ai chạy thoát. Tô. Tô hoàng. La vực vẫn chưa từ trong cảm giác rung động bình tĩnh lại, nghe được tô tiểu bạch kêu tên chính mình, liền vội vàng trả lời. Danh xưng hắn gọi tô tiểu bạch, cũng nhiễm nhiên từ vương đổi thành hoàng nói cho ta biết sào huyệt của tư ô tộc ở phương hướng nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha